Và do đó Nhân muốn khảo sát một tí để mà biết được người nghe của mình đang ở cái mức độ như thế nào đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Nội dung ngày hôm nay thì sẽ có đầu tiên thì Nhân sẽ nói về tổng quan về thừa cân béo phì và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về chất xơ, đặc biệt là chất xơ tan và vai trò của chất xơ trong kiểm soát cân nặng, và phần cuối cùng là làm thế nào để chúng ta cung cấp đủ chất xơ cho nhu cầu mỗi ngày của mình. Thì các anh chị cũng đã biết rằng là thừa cân béo phì nó đang gia tăng từng ngày đúng không ạ? Và nó ảnh hưởng đến cái bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Và tại Mỹ thì người ta thống kê khảo sát 50% người trưởng thành từ năm 2013 tới năm 2016, thì người ta tức là người ta khảo sát những người mà đang trong quá trình giảm cân đúng không ạ? Và người ta thấy rằng là chỉ có 20% trong số những người được khảo sát thì họ có thể giảm được trên 10% trọng lượng. Có nghĩa rằng họ mong muốn được giảm cân đúng không ạ? Họ đã khát khao giảm cân nhưng mà chỉ có 20% người họ giảm được 10%. Thì cái mức 10% đó là cái mức bắt đầu có ý nghĩa đối với việc mà thay đổi, đảo ngược về tình trạng sức khỏe các anh chị. Còn mà thay đổi ít quá đúng không ạ? À, dưới 5% thì hầu như nó không có ý nghĩa về mặt sức khỏe. Tuy nhiên thì đó là về mặt thống kê đúng không ạ? Và người ta thấy rằng là cái nỗ lực mà của những người này họ giảm cân, giảm cái trọng lượng ban đầu nó không thành công do bao gồm nhiều yếu tố như là cái sự tuân thủ. Thì các anh chị cũng đã thấy đúng không ạ? Những người xung quanh của mình họ bắt đầu giảm cân nhưng mà không có được kiên trì qua nhiều tuần, nhiều tháng đúng không ạ? Và sau khi mà giảm cân được một tí thì có thể tăng cân trở lại. Và góp phần trong số đó nữa là cơ chế tự cơ thể bảo vệ chúng ta. Và thông thường ở những người mà giảm cân nhanh đó, thì Nhân gặp một số người đó là cái vấn đề về hiệu ứng yo-yo đúng không ạ? Có thể là chúng ta đã nghe nhiều về hiệu ứng yo-yo. Là khi mà cơ thể chúng ta mà tự nhiên các anh chị ăn ít đi, nhịn ăn đúng không ạ? Để mà cho cân nặng nó giảm thì cái cơ thể chúng ta nó tự nhiên nó sẽ kích thích ra cái cơ chế tự bảo vệ, có nghĩa là tự nhiên làm sao mà cơ thể chúng ta lại giảm cân nhiều như vậy, nó có vấn đề gì hay không đúng không ạ? Và phản ứng tự nhiên của cơ thể là sẽ làm giảm đi cái quá trình giảm cân này, sụt cân này đúng không ạ? Bằng cách là nó sẽ kích thích nhiều cái cơ chế trong cơ thể để mà cản lại cái việc giảm cân. Ví dụ như là sẽ làm giảm đi cái năng lượng tiêu hao mà giảm đi một số hoạt động chuyển hóa để mà cho cơ thể chúng ta ít ít cần năng lượng đi để mà có thể phù hợp với cái việc mà chúng ta ăn ít. Đó là một trong những cái yếu tố. Và cái cơ chế nữa là cơ thể chúng ta khi mà ăn vào á, khi mà ăn trở lại thì bắt đầu nó sẽ hấp thu cũng như là nó sẽ tăng cái phần trăm năng lượng vào cho việc dự trữ để sau này một ngày nào đó các anh chị quyết định là giảm cân tiếp mà ăn chỉnh ăn tiếp để giảm cân thì cơ thể sẽ lấy cái phần mỡ dự trữ đó ra để xài. Thì đó nó sẽ là một cái là vòng luẩn quẩn của hiệu ứng yo-yo là như vậy. Thì nói sơ qua là như thế đúng không ạ? Chúng ta nói chuyên về giảm cân thì nó sẽ cần một cái bài sâu, rất sâu và có nhiều cơ chế ảnh hưởng đến việc mà chúng ta có thể kiểm soát được cân nặng tốt nhất. Và trong nội dung ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung rất nhiều về thay đổi chế độ ăn uống, trong đó là tăng chất xơ đúng không ạ? Giảm mật độ năng lượng cũng như là sẽ tăng cái lượng protein ăn vào. Thì nó được khám phá để mà giúp cho hỗ trợ giảm cân bằng cách là giảm được cái năng lượng, giảm được cái sự thâm hụt năng lượng. Về định nghĩa thừa cân béo phì á, thì các anh chị cũng đã nghe nhiều rồi đúng không ạ? Nó là cái sự bất thường hoặc là sự tích tụ quá mức chất béo và nó có thể làm giảm cái sức khỏe của con người. Và người ta thông thường sẽ dùng chỉ số khối cơ thể, tức là BMI, để mà phân loại. Thì các anh chị có thể tính thử là bằng cách là chúng ta sẽ lấy chiều cao, lấy cân nặng tính theo kg đúng không ạ?
chia cho chiều cao tính bằng mét bình phương, và được phân loại là thừa cân khi mà BMI chúng ta lớn hơn bằng 25 và béo phì khi mà BMI lớn hơn bằng 30. Bây giờ thì các anh chị có thể các anh chị có thể tính thử đúng không ạ? Và có thể cho nhân biết được BMI hiện tại của các anh chị là như thế nào. BMI của nhân là 19.5 các anh chị. Hai mà. Wow. Có 16,5 luôn đúng không ạ? Coi nhân thấy 25 rồi, 27 rồi đúng không ạ? Có 33 luôn. Rồi 22, 23 đúng không ạ? Rồi, đó, thì các anh chị đã biết cách tính rồi đúng không ạ? Rồi, cách tính là chúng ta sẽ lấy cân nặng tính bằng kg, ví dụ như là mình 50 hoặc là 55 kg, mình sẽ chia cho chiều cao tính bằng mét, là mình sẽ chia cho ví dụ như là 1m6 chẳng hạn, thì mình sẽ chia 1m6 rồi mình chia 1m6 một lần nữa. Thì nó ra con số. Phần lớn là các anh chị có BMI đẹp đúng không ạ? Chúc mừng các anh chị. Và béo phì thì nó sẽ được tính khi mà BMI chúng ta lớn hơn bằng 30 đúng không ạ? Thì đây là tính theo WHO các anh chị. Còn tiêu chuẩn mà của khu vực châu Á, người ta của châu Á Thái Bình Dương thì họ lấy mức thấp hơn. Người ta thấy rằng người châu Á có mức BMI thấp hơn, cho nên là người ta lấy cái mốc là 23. Nếu mình dùng cái chuẩn này á, thì thừa cân sẽ tính dạ vâng, xin chào các anh chị cho làm đợi một chút, đợi bác sĩ một chút nhé. Vì lý do kỹ thuật nên mọi người đợi một tí ạ. Dạ rồi, mọi người đợi một tí. Trong lúc chờ đợi bác sĩ á, thì mọi người có câu hỏi nào mà liên quan tới vấn đề như là sử dụng chất xơ như thế nào, tại sao mình nên bổ sung chất xơ, thì chất xơ có ảnh hưởng như thế nào đối với các vấn đề như là thừa cân, béo phì, quản lý cân nặng, thì các anh chị cứ việc comment vào trong group chat để lát hồi phòng huấn luyện sẽ gửi những câu hỏi đó đến cho các bác sĩ ạ. Thì các anh chị có vui lòng có câu hỏi thì cứ vui lòng gửi vào trong group chat nhé. Hiện tại thì em đã ghi nhận được một câu hỏi, đó là chất xơ, sản phẩm xơ của mình có thể sử dụng chung với lại protein hoặc là body key có tốt hay không, thì không biết là có anh chị nào có câu hỏi hay không ạ. Mình cứ comment vào trong group chat đi ạ. Em xin phép ghi nhận các câu hỏi và mình sẽ em ghi nhận câu hỏi, đó là chất bột vâng, không biết là các anh chị có liên có câu hỏi nào không ạ? Vâng, em nhận thêm câu hỏi là cơ chế khi sử dụng xơ hòa tan trong việc giảm cân như thế nào ạ? Dạ rồi. Anh chị cần câu hỏi nào nữa không ạ? Chất xơ bột có thể vào thức ăn nóng được không ạ? Dạ rồi, em xin ghi nhận.
chị còn câu hỏi này nữa không ạ? À? Sơ tan có thể sử dụng chung được với omega 3. Dạ rồi. Ủa? Tại sao phải dùng chất xơ khi giảm cân? Dạ rồi, câu hỏi rất là thú vị ạ. À. Rất là đúng chủ đề với ngày hôm nay là mình sẽ giải đáp được thắc mắc là vai trò của chất xơ trong việc kiểm soát cân nặng. Bệnh nhân thường xuyên bị xông phấn cho nên bổ sung chất xơ không? Để giảm cân thì dùng liều lượng chất xơ như thế nào? Dạ rồi ạ. À. Hiện tại phòng huấn luyện vẫn đang ghi nhận các câu hỏi từ các anh chị nhà phân phối ạ. À. Các anh chị có việc cầm lên vào trong group chat đi ạ. À. Sơ bột có bắt buộc uống nhiều nước như sơ riêng không? Dạ rồi. Sơ bột với sơ riêng có khác gì nhau không ạ? À? Dạ rồi. Khá là nhiều câu hỏi liên quan tới sản phẩm chất xơ đúng không ạ? À? Dạ rồi, lát hồi tất cả câu hỏi này mình sẽ được giải đáp ở trong phần sau. Anh quay lại rồi, anh quay lại rồi. Dạ rồi, bác sĩ đã quay lại rồi nè, mọi người cùng sẽ thả những tràng tiếp để cổ vũ cho bác sĩ trong buổi ngày hôm nay được không ạ? À? Rất là xin lỗi mọi người tại vì tự nhiên cúp điện đúng không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục ha các anh chị ha. Lúc nãy nhưng đã chúng ta đang tính về tới BMI đúng không ạ? Nhưng cũng đang đọc lại cái BMI của các anh chị nhắn lên đây nãy giờ. Như vậy thì có một câu hỏi cho các anh chị đó là ngoài cái cách chúng ta dựa vào BMI thì còn cách nào chúng ta để xác định là mình có thừa cân béo phì không ạ? Các anh chị có thể nhắn lên khung chat. Chúng ta sẽ cùng nhau vừa học vừa ôn bài được không các anh chị? Đo vòng bụng. Đau vòng bụng thì chưa đủ cái gì, nó phải có một cái vòng bụng so với vùng mông, nhưng mà nó phải có một con số chính xác cái gì, chỉ số eo trên mông đó là chính xác đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ có một cái tức là có chỉ số rồi phải có một con số, mình cứ còn nhớ con số đúng không ạ? Đối với nữ thì bao nhiêu và đối với nam thì bao nhiêu à? Lý do là tại vì vòng eo á, đối với người này thì khác, đối với người kia có thể khác mà. Một người nhỏ con á, thì vòng eo có thể nhỏ hơn, còn người bự con hơn á, thì vòng eo có thể to hơn, đúng không ạ? Cho nên là phải có tỷ lệ đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Lát nữa sẽ có một phần quà mà phòng huấn luyện sẽ lưu lại một phần quà quà cho chị Sắm mà. Đối với nữ mà khi mà vòng tỷ lệ eo trên hông á gì trên eo trên mông mà trên 0,85 đúng không ạ? Và đối với nam là trên 0,9 thì được định nghĩa là béo phì. Còn anh chị còn nhớ chỉ số nào nữa không ạ? Trang quay cũng có ở máy in body đó các anh chị, thì các anh chị còn nhớ chỉ số nào nữa không ạ? Ngoài BMI. Rồi ví dụ như một người các anh chị đã có BMI chuẩn rồi, tức là BMI của anh chị thì không có nằm trong phần trăm mỡ cơ thể đúng không ạ? Chính xác là tức là BMI chúng ta đã không có nằm trong cái ngưỡng là thừa cân béo phì, mà có thể là bình thường, nhưng mà các anh chị hoặc là người xung quanh các anh chị vẫn nói là rồi chị Kim Ngân ha, chị Kim Ngân đã có cho con số bình thường đúng không ạ? Chị Kim Ngân cho con số phần trăm mỡ của nam và nữ bình thường đúng không ạ? Thì đối với những người mà họ có BMI bình thường nhưng mà chúng ta cần phải làm một bước tiếp theo đó gì xem cái sự phân bố mỡ, phải xem cái sự phần trăm giữa cơ và mỡ ở những người đó như thế nào bằng cách là chúng ta tính phần trăm mỡ đúng không ạ? Nếu mà phần trăm mỡ bình thường rồi, giống như chị Kim Ngân ở trên đây chị có nhắn nè, đối với nữ là từ 18 tới 28 đúng không ạ? Thì cái phần trăm mỡ này nó cũng không có
thống nhất, tức là không có phải cố định một cái loại, một con số gì, nó phụ thuộc vào cái cách hoặc là cái công cụ mà chúng ta đo nữa. Và nếu như theo InBody thì nữ là 18 tới 28% là bình thường, và tối ưu ở giữa là 23%. Mà còn đối với nam giới là nam á, thì đặc trưng là vòng ngực ít hơn nữ, mà không có vòng ngực, rồi mông đùi cũng ít hơn nữa, nhỏ hơn nữ nữa, do đó thì tỷ lệ mỡ ở nam á, thì ít hơn từ 10 tới 20% thôi, và cái tối ưu là khoảng 15, là 15%. Thì đó là bước mà chúng ta tiếp theo chúng ta làm để phân tích cái lượng mỡ, lượng gơ trong cơ thể. Và nếu như mà cái lượng mỡ của người đó nằm ở mức bình thường thì vẫn chưa khẳng định được là đẹp nữa, đúng không chị? Chúng ta phải làm bước tiếp theo nữa là tính tỷ lệ eo trên mông, và xem nó phải dưới 0,85 đối với nữ và dưới 0,9 đối với nam. Tức là cái việc mặc dù á, là phần trăm mỡ của người đó đo ra nó bình thường, đúng không ạ, trong giới hạn bình thường, nhưng mà chúng ta phải xem cái tỷ lệ phân bố mỡ. Có những người á, thì lượng mỡ ở bụng họ tập trung nhiều, hoặc là có những người tập trung mỡ ở mông và đùi nhiều. Thì đó là một cách mà chúng ta cần phải phân tích toàn diện. Rồi thì qua ông bài thì thấy rằng kiến thức của anh chị cũng đã rất là vững rồi, đúng không ạ? Và con số liệu vào năm 2016 thì trên toàn thế giới có khoảng 39% người bị thừa cân béo phì, anh chị. Quy ra là khoảng 1,9 tỷ người, gần 2 tỷ người bị thừa cân. Và chúng ta có hơn 6 tỷ người thì có 2,9 tỷ người bị thừa cân, một số rất lớn, đúng không ạ? Và trong đó thì phụ nữ có thể nhiều hơn nam tí xíu, là 40 so với 39% ở nam giới. Và trong số những người bị thừa cân á, thì có 650 triệu người bị béo phì, mà cái này là con số chỉ tính trên người trưởng thành trên 18 tuổi thôi, và tính tỷ lệ thì khoảng 13%, và ở nam giới là 11 và phụ nữ thì là 15%. Mà mặc dù là tỷ lệ thừa cân ngang ngửa ở nam và nữ, nhưng mà béo phì thì là nữ lại cao hơn nam. Và các anh chị thấy rằng 650 triệu người là con số rất lớn. Mà về trẻ em dưới 5 tuổi thì năm 2019 người ta ước tính có khoảng 38 triệu trẻ em bị thừa cân béo phì, các anh chị. Và ngày xưa thì người ta thấy rằng là thừa cân béo phì nó là một, là những vấn đề của các nước phát triển, tức là các nước có thu nhập cao. Còn ngày nay thì nó đang là vấn đề cả luôn của các nước có thu nhập thấp và trung bình, và đặc biệt là tập trung ở các đô thị. Và đối với trẻ em thì tại Việt Nam á, xác định rằng là không chỉ có vấn đề về thừa cân béo phì, mà trẻ em Việt Nam đang đối mặt với ba cái vấn đề về dinh dưỡng luôn. Nó bao gồm là thừa cân béo phì, suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng, đó các chị. Bị thừa cân béo phì rồi mà vẫn bị thiếu chất. Và béo phì nó được xác định là nguy cơ dẫn đến tử vong xếp hàng thứ năm trên toàn thế giới, sau tăng huyết áp nè, hút thuốc lá, ô nhiễm không khí và tăng đường huyết, các chị. Còn ở Việt Nam thì nó xếp hàng thứ bảy. Tại Việt Nam thì có thêm là uống rượu bia nhiều quá với lại mỡ máu. Ở Việt Nam thì vấn đề về mỡ máu cao và béo phì lại là nó xếp hạng cao, đúng không ạ? Và đây là top những vấn đề mà gây ra tử vong, và cái số lượng người tử vong các anh chị thấy trên biểu đồ mà rất cao. Và béo phì nó cũng liên quan, không chỉ nó là cái yếu tố gây tử vong độc lập, mà nó còn ảnh hưởng đến những cái vấn đề khác liên quan tới chuyển hóa, như là huyết áp cao mà cũng liên quan tới béo phì, rồi tăng đường huyết mà, rồi tăng mỡ máu, nó cũng liên quan tới thừa cân béo phì. Và thừa cân béo phì nó cũng giống như là các bệnh không lây nhiễm cái gì, hoàn toàn có thể chúng ta có thể phòng ngừa được, bằng cách là chúng ta sẽ thay đổi môi trường, và cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng thì giúp cho mọi người lựa chọn thực phẩm lành mạnh, đúng không? Và tăng cường hoạt động thể chất. Nói về cái môi trường và cộng đồng cái gì thì
Ngày nay Nhân thấy một số ví dụ như là các anh chị làm văn phòng chẳng hạn, thì chúng ta hay có thói quen là đồng nghiệp giờ trưa hay gì đó thì hay rủ nhau uống trà sữa, đúng không ạ? Đôi khi á là ban đầu chúng ta không thích thích uống trà sữa, nhưng mà cái văn hóa trong môi trường làm việc, môi trường sống ta, nó có thể ảnh hưởng, và dần dần chúng ta uống trà sữa lúc nào không hay, và riết rồi đó là một thói quen này. Giống như là ngày xưa Nhân cũng không biết uống cà phê, đúng không ạ? Nhưng mà dần dần rồi cái mình đi chung với các anh chị lớn hơn và đi ngồi quán thì ban đầu thì không lẽ mình kêu nước chanh hay là nước cam hoài, mà trong khi các anh chị kia thì họ uống cà phê đó. Dần dần cái mình đi chơi nói chuyện chung, biết rồi mình cũng uống tập uống cà phê và sau này mình ghiền, đúng không ạ? Thì đó là cái yếu tố về môi trường xung quanh. Do đó thì chúng ta nên có kiến thức vững vàng, đúng không ạ, để mà chúng ta có thể đưa ra cái quyết định trong vấn đề liên quan đến sức khỏe của mình. Còn về ở cấp độ cá nhân thì như là về dinh dưỡng thì chúng ta sẽ hạn chế ăn những cái thực phẩm mà giàu chất béo cũng như là chất bột đường, và tăng cường ăn trái cây, rau quả, các loại đậu, các loại ngũ cốc cũng như là các loại hạt, và tăng hoạt động thể lực. Thì hoạt động thể lực được khuyến cáo là mỗi ngày thì chúng ta có thể tập từ 45 cho tới 60 phút, và ít nhất là 3 lần trong một tuần. Các anh chị nào đang đảm bảo cái việc tập luyện này có thể chat nhắn số 3 được không ạ? Rất tốt mà. Ngay cả Nhân đôi khi cũng không có tập đủ thời gian nữa các anh chị. Đủ thời gian thì được, nhưng mà nhiều khi mình không phân bố được là 3 ngày trong một tuần nữa, mà thường là mình tập tập trung vào thứ bảy chủ nhật, tức là những ngày nghỉ. Chúc mừng các anh chị đã đảm bảo được cái yếu tố về vận động, mà vận động không chỉ giúp cho kiểm soát cân nặng tốt, mà nó còn giúp cho các vấn đề sức khỏe khác. Nhìn qua người tham gia lại một tí xíu thì giờ đã lên gần hơn 400 người rồi, đúng không ạ? Hơn 400 các anh chị tham gia rồi, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Còn nội dung chủ yếu ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung nói về chất xơ, đúng không các anh chị? Thì chất xơ nó sẽ giúp cho quá trình các anh chị kiểm soát cân nặng tốt hơn, cũng như là nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về vai trò của chất xơ. Như vậy thì chất xơ bản chất nó là có thể xếp nằm trong nhóm chất bột đường đó gì, tức là nhóm carbohydrate được, nhưng mà nó sẽ là, còn nếu về tính về nhóm sinh năng lượng hay không sinh năng lượng thì chất xơ là nhóm không sinh năng lượng, mà giống như các loại vitamin và khoáng chất. Còn xếp về nhóm thì có thể xếp nhóm carbohydrate, do là nó không có tiêu hóa được trong cái đường ruột của cơ thể người, do đó thì nó không có sinh năng lượng. Mặc dù bản chất nó có thể tạo ra năng lượng, thì các anh chị thấy rằng là những cái động vật ăn ăn cỏ đó, ví dụ như bò, trâu đó, thì nó chỉ là ăn thực vật thôi, nhưng mà nó có enzyme để mà tiêu hóa được chất xơ rau củ. Do đó thì còn ở con người thì không có cái enzyme để mà tiêu hóa cái chất xơ, đặc biệt là cellulose ở trong thực vật. Chính vì cái việc mà chất xơ nó không có được tiêu hóa trong cái đường ruột của con người á, cho nên nó sẽ phát huy ra một cái vai trò khác. Thì về phân loại thì chất xơ sẽ chia làm về độ tan thì sẽ chia ra 2 nhóm là không tan với lại chất xơ tan. Chất xơ không tan thì sẽ làm cho có tính chất nó là tất nhiên là nó không tan trong nước, mà và bên cạnh đó nó sẽ làm cho nó sẽ tăng cái kích thước ở trong dạ dày và ruột, và làm cho khi chúng ta ăn chúng ta cảm giác rất là no. Và nó sẽ hút nước để mà tăng cái khối lượng phân khi mà đến ruột già, từ đó giúp cho phân chúng ta nó có kích thước to hơn và kích thích chúng ta đi vệ sinh. Chất xơ hòa tan thì nó sẽ hút nước để mà tạo thành gel dạng sệt, và
và nó sẽ làm cho cái dạng gel này nó sẽ làm cho cái chất xơ nó đi chậm ở trong đường tiêu hóa và nó bao quanh những cái phân tử đường cũng như là cholesterol và làm cho cơ thể ruột chúng ta chậm hấp thu đường cũng như là chất béo. Và đồng thời nó cũng làm nó chính là thức ăn cho các loại vi sinh vật có lợi ở đường ruột và nó giúp làm mềm phân và cũng giúp cho nhuận tràng. Thì trên bảng này các anh chị có thể thấy đây là một số loại chất xơ thường gặp. Ví dụ như cellulose nè. Thì đây là chất xơ không tan hả các anh chị. Và nó có mặt ở tự nhiên và nó có trong các loại ngũ cốc và trái cây rau quả. Thì nói về nhóm không tan thì nó cũng có tác dụng chung, đó là gì ạ? Hấp thu nước và nó tăng cái khối lượng phân, giúp mà đi ngoài dễ hơn. Rồi lignin cũng vậy. Thì nó có ở nhiều ở trong các loại lúa mì, cám ngô, hạt như là hạt lanh, rau hoặc là chuối chưa chín. Inulin thì các anh chị thấy thường nhắc được nhắc đến đúng không ạ? Và trong các cái sản phẩm về thường thấy nhất là mình trong cái sản phẩm bổ sung chất xơ hoặc là các cái loại sản phẩm mà dành cho bệnh tiểu đường nè. Thì mình sẽ thấy đâu đó sẽ có thành phần inulin ở trong cái bảng thành phần thực phẩm. Thì về nguồn gốc thì inulin nó được có trong hành tây, rẫy rau diếp xoong, mang tây, atiso và một số loại rau khác. Thì tác dụng của nó sẽ giúp nhuận tràng, ổn định đường huyết và nó sẽ hoạt động giống như một loại prebiotic. Gum guar đúng không ạ? Thì gum guar ngoài tự nhiên thì cũng có thể tổng hợp được bằng cách lên men đúng không ạ? Và nó được phân lập từ các loại hạt. Nó sẽ giúp nó, gum guar khi mà đi vào ruột nó sẽ được chuyển hóa và lên men ở trong ruột non. Và nó sẽ là cũng giống như một loại prebiotic và nó cũng sẽ làm ổn định đường huyết và cholesterol. Tinh bột kháng và nó cũng là loại chất xơ không tan. Còn rất nhiều loại chất xơ nữa các anh chị, nhưng mà do nó không có thường gặp cho nên là nhân không có để hết vào trong này. Và chúng ta chỉ cần nhớ hai cái loại chính, đó là phân biệt được đó là chất xơ tan với là chất xơ không tan thôi. Và thành phần thì thật ra là chất xơ thì chỉ có trong thực vật, và phần lớn thì nó có trong các loại rau củ trái cây và các loại ngũ cốc nguyên hạt. Về lợi ích chung á, thì tóm lại nó có bốn nhóm lợi ích chính, đó chính là hỗ trợ nhuận tràng, thì nó có ở cả chất xơ tan và cả chất xơ không tan luôn. Và vai trò thứ hai là tốt cho hệ vi sinh vật đường ruột, bằng cách là nó sẽ cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn là 85% và hại khuẩn 15%, giúp cho hệ vi sinh vật đường ruột nó ổn định. Thì vai trò chủ yếu là của chất xơ hòa tan, và tác dụng nữa đó là giảm cholesterol trong máu và kiểm soát đường huyết. Đây cũng là vai trò của chất xơ hòa tan và hỗ trợ quá trình giảm cân cũng như là kiểm soát cân nặng. Thì cả chất xơ tan và chất xơ hòa không tan nó có thể hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng được. Tuy nhiên thì vai trò của chất xơ không tan nó chỉ là giúp cho tăng cái khối lượng, tức là kiểu là tăng cái khối lượng thức ăn cái gì. Khi chúng ta ăn chất xơ trước, chất xơ không tan trước thì nó làm cho đầy cái dạ dày và chúng ta cảm giác no sớm hơn mà. Và từ đó chúng ta sẽ ăn ít lại. Và chất xơ hòa tan thì nó sẽ có nhiều cái tác động khác. Ví dụ như là giảm cái đường huyết sau ăn thì cũng là giúp cho chúng ta bớt tích lũy mỡ, và nó cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột thì nó cũng làm cho nó sẽ kích thích những cái cơ chế để mà giúp cho cân nặng chúng ta nó được tối ưu hơn. Về lợi ích của chất xơ chung á, thì nó sẽ được nó phụ thuộc vào cái loại mà chất xơ chúng ta ăn vào. Và nói về vai trò thì chất xơ nó sẽ tạo ra ba cái đóng góp chính, đó là gì? Thứ nhất là tạo khối,
Và cái thứ hai là tạo độ nhớt, tạo gel anh chị, và thứ ba là lên men. Và các chất xơ mà có thể lên men thì ví dụ như đã chúng ta cũng đã liệt kê qua đó là gì, tinh bột kháng, satan và inulin, thì nó sẽ giúp nuôi cái hệ vi khuẩn và vi sinh vật trong đường ruột, đặc biệt là ở ruột già. Và một cái vai trò nữa mà nãy giờ chúng ta chưa nhắc đến đó là tạo ra axit béo chuỗi ngắn, đúng không ạ? Thì axit béo chuỗi ngắn nó chỉ được tạo ra ở ruột già đó chị, với tác động của rebiotic và robiotic. Thì đối với việc tác động đối với việc mà hỗ trợ quản lý cân nặng á, thì chất xơ hòa tan nó sẽ giúp cho tăng cái khối lượng thức ăn mà nó không có làm tăng thêm calo đó chị. Thì khi mà chúng ta ăn bữa ăn chúng ta có đủ chất xơ, có nhiều chất xơ thì sẽ giúp cho cơ thể dạ dày chúng ta nó được đầy, và từ đó sẽ làm tăng cái cảm giác no và giảm đi cái sự thèm ăn của mình. Còn nếu chúng ta ăn chất xơ sao á, hoặc là chúng ta ăn tinh bột quá nhiều lúc đầu, ăn thức ăn quá nhiều á, thì cái nồng độ mà sinh năng lượng của chất béo cũng như là chất bột đường thì nó bản chất nó là chất sinh năng lượng, do đó thì mình ăn nó trước, đúng không ạ? Và cái so với kích thước của chất xơ rau á, thì nó sẽ làm cho năng lượng ta nạp vào mỗi lần ăn ta nhiều hơn. Do đó thì cùng với việc mà chúng ta ăn chất xơ trước bữa ăn, đúng không ạ? Ăn rau trước bữa ăn, và đồng thời là gì ạ? Chúng ta nên ăn chậm. Nên ăn chậm để mà cho nó có cái đáp ứng đối với cái hóc môn báo no, đúng không ạ? Chúng ta không nên ăn quá nhanh đối với những người mà muốn kiểm soát cân nặng tốt. Vai trò nữa đó là gì ạ? Nó hút nước, nó sẽ tạo thành một cái lớp gel, và nó sẽ giúp cho cái quá trình mà thức ăn từ dạ dày đi xuống ruột nó được chậm đi, gọi là chậm làm trống dạ dày, và nó sẽ bao lại nữa các chị, nó bao các cái loại các chất bột đường cũng như là chất béo, thì nó sẽ làm giảm cái lượng đường sau ăn trong máu. Mà điều này nó vừa có lợi cho những người mà muốn kiểm soát đường huyết, muốn ngừa bệnh tiểu đường cũng như là muốn hỗ trợ vấn đề về tiểu đường. Và lúc nãy nhân cũng đã chia sẻ đó là gì ạ? Nếu mà lượng đường trong máu ta tăng cao quá sau ăn thì sao? Nó sẽ làm kích thích chúng ta tích lũy mỡ nhiều hơn, do là cơ thể chúng ta phải làm ổn định đường huyết. Nếu mà nó tăng cao quá mức thì phải ổn định đường huyết. Khi mà lượng đường được chuyển hóa thành glycogen dự trữ ở gan đã đủ rồi thì sẽ bắt đầu tích lũy dạng dự trữ với dạng mỡ. Và do đó khi mà lượng đường trong máu chúng ta mà sau ăn nó được ổn định, có nghĩa là cái đỉnh của nó chỉ là thay vì là một quả núi, đúng không ạ, cao như quả núi thì bây giờ nó thấp, nó lại là như một quả đồi, thì nó sẽ làm cho cái việc tích mỡ chúng ta nó ít đi, nó góp phần vào việc mà không làm chúng ta tăng cân thêm. Và do chất xơ hòa tan nó không cung cấp năng lượng trực tiếp mà nó chỉ gọi là cung cấp năng lượng gián tiếp, thì bằng cách là nó sẽ tạo ra được cái axit béo chuỗi ngắn ở tại ruột già. Thì cái axit béo chuỗi ngắn này nó giúp, nó chính là cái thức ăn ở trong ở cho ruột già các anh chị. Và chất xơ hòa tan thì nó còn làm ổn định cái sự mất cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột. Các anh chị có thể nhìn được cái hình ở bên đây, đúng không ạ? Thì chất xơ hòa tan đó nó sẽ chứa rebiotic, đúng không ạ? Hay là thực phẩm ta ăn vào có chất xơ hòa tan thì nó sẽ có rebiotic, và khi đến ruột non thì nó sẽ được những con lợi khuẩn gọi là robiotic ăn. Và đến ruột già nó được lên men, đúng không ạ? Lên men ở ruột già với lại ruột non. Và cái đây các anh chị thấy cái chữ SCFA này, đúng không ạ? Đó là axit béo chuỗi ngắn, đúng không ạ? Short chain fatty acid. Thì đây là cái thức ăn cho ruột già. Và
do cái sự bất thường của hệ vi sinh vật, tức là cái tỷ lệ nó mất cân bằng trong cái hệ vi sinh vật đường ruột á, quá nhiều vi sinh vật hại khuẩn á, gì vi sinh vật không có lợi thì nó có thể gây một số tình trạng như là bị đầy hơi hay là bị táo bón, do tích lũy cái khí ga hoặc là những cái chất thải trong ruột mà không có được xử lý. Thì khi mà có chất xơ hòa tan vào thì nó sẽ giúp cho phân giải các loại thực phẩm mà nó gây khó tiêu, gây đầy hơi này, cũng như là nó làm sạch cái đường ruột mà tống những chất thải ở trong đường ruột ra ngoài. Và chất xơ hòa tan nó sẽ tạo điều kiện cho lợi khuẩn, tức là nó là thức ăn cho lợi khuẩn, thì nó sẽ làm cân bằng được cái tỷ lệ vi sinh vật có lợi và có hại trong đường ruột. Và lợi khuẩn thì nó sẽ bên cạnh đó thì nó cũng hỗ trợ đường ruột, giống như là một cái dạng chất chống oxy hóa, cái gì giống như là flavonoid mà chúng ta thường gặp đúng không ạ, và nó sẽ giúp ngăn ngừa tăng cân. Thì nói đến đây thì xin nói lại một tí xíu về các vấn đề ngày nay đúng không ạ, dẫn đến cái sự mất cân bằng cái hệ vi sinh vật trong đường ruột. Ngày nay chúng ta ăn quá nhiều thực phẩm mà nó làm cho đường ruột, tức là mình ăn, gọi nôm na là chúng ta ăn thực phẩm mà nó nuôi hại khuẩn nhiều quá mà chúng ta không có chú ý tới thực phẩm mà nuôi những con lợi khuẩn. Và cái tỷ lệ mà vi sinh vật sống ở trong đường ruột chúng ta, chị, nó số lượng của nó tính ra nó rất là nhiều, nó tính là nó rất là nhiều. Do đó thì cái thực phẩm mà các anh chị chọn ăn vào hàng ngày á, làm sao mà chúng ta phải có dinh dưỡng cho những cái anh bạn này đúng không ạ? Thì tại vì đây là những anh bạn sống cộng sinh với cơ thể chúng ta đúng không ạ? Từ lúc chúng ta sinh ra cho tới lúc chúng ta mất đi thì những vi sinh vật này luôn tồn tại trong cơ thể chúng ta. Cái vấn đề thứ hai là điều khiển hành vi ăn uống và cảm giác no đói. Khi mà hệ vi sinh vật trong đường ruột nó bị mất cân bằng gì thì cơ thể chúng ta nó thứ nhất là không có thể hấp thu đủ cái chất dinh dưỡng, và khi mà chúng ta thiếu vi chất hoặc là thiếu chất dinh dưỡng lâu ngày thì sẽ cảm giác như là cứ thèm ăn hoài, và đặc biệt là khi chúng ta thèm ăn thì lại thích ăn những chất mà nó như là bột đường đúng không ạ, đồ ngọt hay là chất béo. Tại sao ạ? Thì đây là những chất mà có lợi cho hại khuẩn đúng không cái gì, tại vì khi mà tỷ lệ mà hại khuẩn nó tăng lên đúng không ạ, thì chúng ta sẽ cần, nhu cầu chúng ta, cơ thể chúng ta phải cần nhiều, nó sẽ tác động làm cho cơ thể chúng ta thích ăn những cái chất mà cung cấp thức ăn cho hại khuẩn. Và cái việc mà cơn đói nó không có kiểm soát được thì chắc chắn rồi là sẽ ảnh hưởng tới việc mà chúng ta quản lý cân nặng. Và bên cạnh đó thì chất xơ hòa tan nó cũng sẽ liên quan tới việc mà cơ thể chúng ta kích thích ra leptin đúng không ạ? Relin là hóc môn chúng ta báo đói, khi mà cơ thể dạ dày chúng ta trống thì relin sẽ được tiết ra để mà báo đói. Và khi mà chúng ta ăn vào á thì sau một khoảng thời gian thì leptin sẽ được tiết ra để mà tạo cảm giác no và báo cái tín hiệu này lên não, để cho não chúng ta biết rằng là cơ thể chúng ta đã ăn no rồi. Và chất xơ hòa tan nó cũng giúp cho cơ thể chúng ta, cái hoạt động của hóc môn leptin nó được tốt hơn. Và cái vấn đề nữa đó là ngăn chặn các phản ứng viêm. Chế độ ăn mà chúng ta có chất xơ ở trong cái chế độ ăn của mình thì sẽ giúp cho phát triển cái hệ vi sinh vật trong đường ruột. Và cái việc mà chúng ta hấp thụ quá nhiều chất béo nè, đặc biệt là chất béo bão hòa, đường hoặc là những cái chất mà quá nhiều năng lượng thì nó làm gây viêm, tăng cái phản ứng viêm ở trong cơ thể chúng ta. Và nó sẽ làm cho tăng cân khi mà phản ứng viêm nó quá mức. Và hệ vi sinh vật đường ruột nó sẽ giúp cho củng cố cái niêm mạc ruột, và nó sẽ làm cho cái quá trình viêm nó được cân bằng. Và những cái nghiên cứu người ta thấy rằng là gì ạ?
Ở những người mà thừa cân béo phì á thì so với những người mà khỏe mạnh á, thì người ta những người khỏe mạnh có cái hệ vi sinh vật đường ruột nó đa dạng cũng như là cái lượng lợi khuẩn nó cao hơn so với những người mà thừa cân béo phì. Các anh chị nhìn cái hình này đúng không ạ? Đây là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp từ rất nhiều những nghiên cứu liên quan tới việc sử dụng chất xơ hòa tan trong việc mà kiểm soát cân nặng. Thì người ta thấy những cái nghiên cứu được người ta thu thập từ năm 2016, 2006 gì cho đến năm 2022, tức là năm vừa rồi thôi. Thì những cái nghiên cứu này tập trung vào những người thừa cân béo phì. Và những người thừa cân béo phì thì họ được sử dụng chất xơ hòa tan để mà xem liệu rằng là có giúp cho những người này có thể giảm cân hay không. Và qua 22 cái nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, đúng không ạ? Tức là gọi là nghiên cứu can thiệp đấy các vị. Thì thời gian mà những cái người tham gia nghiên cứu họ thực hiện có thể kéo dài từ 12 tới 52 tuần. 52 tuần là gần một năm luôn, đúng không ạ? 3 tháng cho tới gần một năm. Và lượng chất xơ mỗi ngày có thể là từ 2,6 tới 29 gram một ngày. Và người ta những cái chỉ số mà người ta đo lường đó là về cân nặng nè, BMI, thì người ta thấy rằng là cân nặng giảm, BMI giảm, đúng không ạ? Rồi người ta quan tâm phần trăm mỡ cũng như là vòng eo. Bên cạnh đó còn quan tâm những cái chỉ số về xét nghiệm như là HB1C liên quan tới tiểu đường nè, rồi insulin khi đói, đúng không ạ? Rồi đường huyết cũng như là cái protein C. Thì kết quả nghiên cứu ấy, thì người ta thấy rằng bổ sung chất xơ hòa tan sẽ làm giảm đáng kể trọng lượng của những người tham gia, và những người này bị thừa cân béo phì cái gì thì cái cân nặng mà giảm trung bình thì có thể giảm là 1,25 kg và thời gian trung bình là khoảng 17 tuần. Thì các anh chị có thời gian các chị có thể đọc thêm cái nghiên cứu này, đúng không ạ? Nó tại vì nó bao gồm rất là nhiều những cái nghiên cứu khác từ năm 2006 tới năm 2022 luôn. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu qua về thừa cân béo phì nè, ôn lại về thừa cân béo phì cũng như là về vai trò của chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan trong việc kiểm soát cân nặng, đúng không ạ? Như vậy thì làm thế nào chúng ta đủ cung cấp đủ chất xơ cho cơ thể mỗi ngày? Thì trước khi mà nói về cái việc cung cấp chất xơ thì người ta phải xác định được cái nhu cầu khuyến nghị, đúng không ạ? Các anh chị nào còn nhớ nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày của cơ thể chúng ta là bao nhiêu không ạ? Nhu cầu xơ hàng ngày. Do là 20 tới 22 đúng không ạ? Hồi nãy nhân nhấn slide nhanh quá đúng không ạ? Thì trung bình là theo viện dinh dưỡng này ha anh chị, thật ra nó cũng có nhiều nhiều khuyến cáo khác nhau anh chị, của tổ chức nông lương thế giới hay là của Việt Nam, nhưng mình ở Việt Nam thì mình Việt Nam mình có cũng viện dinh dưỡng đã có khuyến nghị về nhu cầu chất xơ hàng ngày là từ 20 cho tới 22 gram. Wow, chị Trang, một số các anh chị biết luôn à, với chất xơ tan luôn à, nhu cầu chất xơ tan luôn, mặc dù ở là viện dinh dưỡng chưa có, tức là ở Việt Nam mình thì chưa có khuyến nghị chia ra giữa chất xơ hòa tan với lại chất xơ không tan các chị, nhưng mà các anh chị cũng đã tìm hiểu đúng không ạ? Biết nhu cầu chất xơ tan là 68 gram luôn. Các anh chị nhìn qua cái bảng khuyến nghị chất xơ này đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là chất xơ nó được tăng dần, nhu cầu chất xơ được tăng dần theo thời gian, đúng không các anh chị? Chúng ta nhìn chung nó thấy rằng là nhu cầu chất xơ nó được tăng dần theo thời gian. Chỉ khi mà tới 50 tuổi bắt đầu giảm đi, đúng không ạ?
so với những cái chất khuyến nghị về những cái chất khác, ví dụ như là chất béo, chất đạm, chất bột đường thì khi mà chúng ta tới tuổi trưởng thành là khoảng khi mà sau 20 tuổi là bắt đầu nhu cầu của những cái chất này nó bắt đầu giảm đi rồi cái gì, nhưng mà riêng chất xơ là nhu cầu khuyến nghị nó vẫn tiếp tục tăng, đúng không ạ, cho đến lúc mà 50 cho tới 70 tuổi luôn, thì mình thấy rằng là vai trò của chất xơ nó rất là quan trọng. Và tuổi càng cao thì nhu cầu về chất xơ càng cao. Như hồi nãy các anh chị cũng đã nhắn ông bài rồi đúng không ạ, từ 20 cho tới 20 gram một ngày, 20 tới 22 gram thì này, trong đó thì khuyến nghị có thể là chúng ta cung cấp từ 6 đến 8 gram chất xơ hòa tan mỗi ngày. Tuy nhiên thì sao các anh chị, do ngày nay có rất nhiều rào cản mà lại dẫn đến việc chúng ta không cung cấp đủ chất xơ cho nhu cầu mỗi ngày của mình. Các anh chị có thể liệt kê một số rào cản mà các anh chị đã gặp phải, đang gặp phải, hoặc là những cái người mà các anh chị tiếp xúc qua mà họ gặp phải, làm cái rào cản nào dẫn đến họ không có cung cấp đủ được cái lượng chất xơ, hay mình nói trực tiếp hơn nữa là không ăn đủ rau củ quả, đúng không ạ? Ngoài ăn ngoài ăn ăn cơm tiệm là không có đủ rau, đúng không ạ? Những Đấy, đó là người mà một các cái rào chị cản tiếp xúc qua mà rồi họ từ gặp nhỏ chúng phải ta là không có thích ăn rau củ, mà cái rào à, cản phần nào lớn dẫn các đến bé bây họ giờ, không, phần lớn các trẻ bây giờ là không có thích ăn rau. Thấy một con ở nhà mà thấy một cái miếng rau nhỏ xíu rồi trong cái chén của nó là nó cũng sẽ lắc đầu không chịu ăn, đúng không ạ? Rồi răng yếu nữa, đó, người lớn hệ răng yếu. Nó là một nghịch lý đúng không các chị? Nhu cầu của chất xơ thì càng theo tuổi thì nó càng ngày càng tăng. Đó. Thậm chí là nó có thể tăng lên tới 38 gram một ngày đối với những người mà từ 15 cho tới 49 tuổi nè. Nhưng mà càng già đi thì răng càng yếu. Đây là một cái nghịch lý đúng không ạ? Rồi ăn nhiều thức ăn nhanh đúng không ạ? Rồi. Rồi. Do bận rộn là không có đi chợ và nấu ăn được. Rồi. Rau hữu cơ thì quá đắt đúng không ạ? Có rất nhiều rào cản mà thông qua các anh chị thì Nhân cũng đã biết thêm đúng không ạ? Bổ sung vào cái bộ sưu tập của mình những cái rào cản mà các anh chị gặp phải. Rồi chưa học nên chưa biết chất quan trọng. Đây là một cái rào cản cũng khá hay đúng không anh chị? Cái gì chúng ta quan tâm là chúng ta mới chú ý để mà bổ sung đúng không ạ? Và chúng ta chưa biết thì chúng ta chưa có để ý đến nó. Đó, như vậy thì tóm lại thì phần lớn chúng ta có gặp một số cái rào cản và thông thường nhất đó là gì ạ? Những anh chị mà ăn tiệm, ăn ngoài thì chắc chắn là không có đủ rau đúng không ạ? Còn ăn ăn cơm nhà thì đôi khi ấy là cái lượng rau nó không có đạt. Thật ra nghiên cứu thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà đáp ứng được rau của người Việt Nam nó cũng chưa nữa cái gì. Nó chỉ đạt được khoảng 2 phần 3 cái nhu cầu khuyến nghị này thôi. Tức là người ta khuyến nghị là mỗi ngày ăn khoảng từ 400 cho tới 500, hơn 500 gram rau củ quả mỗi ngày. Nhưng mình ăn không có đạt. Rồi. Như vậy thì thì đây là chia về như chúng ta đã biết là gì à? Chất xơ nó sẽ có trong rau, củ và các loại trái cây. Nói chung là từ thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Cho nên các chị mà ăn thực vật nhiều hơn thì sẽ cung cấp được thêm chất xơ thôi. Nhưng mà đối với những người quản lý cân nặng thì sao các anh chị? Chúng ta lại tránh ăn nhiều tinh bột đúng không ạ? Chúng ta lại truyền tai với nhau là ăn ít tinh bột rồi ăn nhiều rau lên. Tuy nhiên thì rau chất xơ nó vẫn có trong các loại ngũ cốc, mà các loại hạt thì nó là nhóm tinh bột.
Tuy nhiên đó thì khi mà chúng ta lựa chọn thực phẩm đang vào nhóm tinh bột thì chúng ta sẽ ưu tiên, ví dụ như là mình sẽ ăn gạo lứt nhiều hơn hoặc là gạo nguyên hạt nguyên cám nhiều hơn so với là gạo trắng, đúng không ạ? Còn các anh chị mà cảm thấy hôm trước Nhân đi Bình Dương thì Nhân cũng thấy một số các anh chị nói về sợ thuốc, đúng không ạ? Nhân chia sẻ Bình Dương thì nói là sợ ăn rau là lý do là sợ rau nó không có an toàn. Đó. Thì chúng ta cũng đã có giải pháp rồi, đúng không ạ? Có thể sử dụng nước ngâm rau củ quả, hoặc là ở ngoài thì có disrupt, đúng không ạ? Chúng ta có thể kết hợp để mà ngâm. Thì mỗi ngày chúng ta nên ăn từ 6 tới 7 đơn vị nè, thì ít nhất cũng phải là 5 đơn vị cái gì. Có nghĩa là ba khẩu phần rau và hai khẩu phần trái cây. Ừ. Còn để mà cho dễ dễ tính nữa thì các anh chị có thể tính bằng quy tắc lòng bàn tay ấy, đúng không ạ? À, trái cây thì chúng ta ăn mỗi bữa ăn thì chúng ta sẽ ăn một một cái nắm tay, đúng không ạ? Chúng ta sẽ ăn một cái nắm tay của mình như thế này là một cái khẩu phần trái cây. Ví dụ như ăn trái táo thì trái táo nó to khoảng cái nắm tay của mình cho một bữa. À, còn ăn rau thì nó được bằng trong hai cái lòng bàn tay chúng ta như thế này cho một bữa. Và thì mình có thể ước lượng được trong mỗi bữa ăn của mình. Thì ít nhất là các anh chị phải cung cấp được 5 khẩu phần, 5 đơn vị rau củ quả. Và bên cạnh việc chúng ta ăn tăng về số lượng thì chúng ta cần phải tích lũy cái thói quen thay đổi dần dần hàng ngày, đúng không ạ? À, ngày xưa thì khi mà Nhân còn nhỏ thì Nhân cũng không thích ăn rau. À, nhưng mà chúng ta sống trong ăn trong cái bữa cơm của gia đình của mình đó, thì thấy ba của mình ăn rau cảm thấy nó dễ dàng và thấy ngon lành quá, đúng không ạ? Thì con cái cũng bắt đầu học theo, đúng không ạ? Do đó thì chúng ta nên tạo cái thói quen ăn rau, ăn những thực phẩm tốt trong cái gia đình của mình. Và đối với rau thì mình cũng nên duy trì sự đa dạng, không có tập trung ăn chỉ một hai loại thôi thì nó cũng không có đảm bảo, mà nên ăn đa dạng. Và tốt nhất thì các chị nên ăn theo 5 màu sắc đó chị, thì phải ăn đa dạng màu sắc thì nó vừa đảm bảo được cái sự đa dạng của chất xơ, và cái thứ hai nữa là đảm bảo được cái sự đa dạng của dưỡng chất thực vật. Và nếu chúng ta nấu ăn thì chúng ta có thể lập kế hoạch ăn uống, đúng không? Để mà đạt lợi ích tốt nhất. Tóm lại thì sao ạ? Có nhiều chất xơ đến từ các loại thực phẩm mà nó chỉ có trong nguồn gốc thực vật. Và điều quan trọng là các anh chị không nên tập trung quá vào một cái loại rau hay là một loại chất xơ nào, mà chúng ta nên ăn đa dạng, đúng không ạ? Và sẽ ăn đa dạng thực phẩm như là các loại trái cây nè, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, để mà đạt được khuyến nghị từ 20 cho tới 22 gram mỗi ngày. Thì nó sẽ góp phần vào rất lớn, em nghĩ là nó góp phần rất rất lớn vào cái việc chúng ta kiểm soát được cân nặng, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta bữa ăn chúng ta không cung cấp đủ chất xơ thì ngày nay hoàn toàn có thể bổ sung những cái thực phẩm mà bổ sung chất xơ, đúng không ạ? Làm cho bữa ăn chúng ta nó có chất lượng hơn. Thì đó là toàn bộ nội dung của phần chia sẻ của Nhân chiều ngày hôm nay. Thì bây giờ sẽ đến phần hỏi đáp, đúng không ạ? Các anh chị có thể tiếp tục đặt câu hỏi, và các anh chị đừng quên rằng là phòng huấn luyện của ban tổ chức sẽ có những phần quà, còn rất nhiều phần quà cho các anh chị có những câu hỏi hoặc là câu trả lời hay, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn lời chia sẻ rất là nhiệt tình, rất là hay từ bác sĩ ngày hôm nay. Thì vừa rồi thì trong quá trình bài giảng của bác sĩ thì tôi nhận rất là nhiều câu hỏi từ các anh chị. Thì sau đây thì sẽ có một số câu hỏi mà tôi thấy cảm thấy rất là hay, thì xin phép hỏi bác sĩ. Câu hỏi đầu tiên đó là tại sao phải dùng chất xơ khi giảm cân ạ? Bác sĩ có thể gửi thông tin tới dùng được không ạ? Tại sao mình phải dùng chất xơ khi mình muốn có nhu cầu giảm cân ạ? À, cảm ơn câu hỏi của chị. Thì chất xơ nó là một cái chất, thứ nhất nó là cái chất mà nó không sinh năng lượng, đúng không ạ?
Cái thứ hai nữa, vai trò của nó mình có thể kể đến, đó là nó sẽ giúp cho khi chúng ta ăn chất xơ vào trước đó, là nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được cái lượng thức ăn chúng ta ăn vào. Ví dụ như là cơ thể chúng ta cần một bữa ăn chúng ta ăn khoảng nửa ký, 500 gram thực phẩm, nhân ví dụ như vậy. Thì trong đó các anh chị, nếu mà anh chị ăn hoàn toàn 500 gram đó, nó đến từ thịt, cá, cơm, đúng không ạ? Ví dụ là cơm rồi chất béo này nọ, nó 500 gram, thì năng lượng của nó rất lớn. Trong khi đó, nếu mà như mà chúng ta điều chỉnh bữa ăn chúng ta bằng cách là 500 gram đó, trong đó chúng ta sử dụng là gì, 200 gram là chất là rau, đúng không ạ? 200 gram là rau trái cây, còn lại 300 gram là từ thịt cá trứng sữa, hoặc là từ 500 gram thịt cá với lại cơm. Thì điều này giúp cho chúng ta bớt đi năng lượng mà trong kiểm soát cân nặng, trong giảm cân á, thì việc chúng ta cắt giảm được năng lượng, đây là điều rất là quan trọng. Do đó thì ăn thêm chất xơ giúp cho chúng ta gì ạ? Cũng một cái lượng ăn đó chúng ta ít năng lượng hơn, nhưng mà gì ạ? Chúng ta không có cảm giác thèm ăn, tức là ăn vô tự nhiên cái rất là bình thường mình ăn mà sức ăn của mình bình thường ví dụ là khoảng 2 chén này các anh chị, mà tự nhiên bữa nay ăn có nửa chén và tới 1 chén à, thì cảm giác nó không có thỏa mãn. Do đó thì khi mà chúng ta ăn được chất xơ trước ăn á, thì nó làm cho bụng chúng ta nó no được, và do đó chúng ta sẽ ăn nó không có nhiều. Thì đó là cái cơ chế đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là cái chất xơ nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ làm chậm hấp thu đi đường, tức là nhóm bột đường cũng như là chất béo. Từ đó nó giúp cho cái đường huyết sau ăn của ta nó thấp hơn, và nó hạn chế cái việc tích lũy mỡ sau khi ăn. Và về cái vệ sinh, hệ vi sinh vật đường ruột nó cũng giúp cho ổn định cái hệ vi sinh vật đường ruột, và nói chung ăn rau củ quả thì nó làm cho sức khỏe đường ruột chúng ta nó tốt hơn, và do đó nó sẽ làm cho việc chúng ta giảm cân và kiểm soát cân nặng nó tốt hơn. Còn một cái điều nữa đó là gì ạ? Trong các loại rau củ trái cây thì nó cũng có rất nhiều, bên cạnh chất xơ thì nó còn nhiều vitamin và khoáng chất khác. Đây cũng là một chất rất cần thiết giúp cho sức khỏe của cơ thể cũng như là kiểm soát được cái việc thèm ăn. Vừa rồi bác chị có chia sẻ là chúng ta cũng nên bổ sung cái rau củ quả để hỗ trợ quá trình giảm cân. Thì tiện đây có một câu hỏi thắc mắc đó là ví dụ một phần ăn rau củ quả chúng ta cần ăn từ 400 đến 500 gram một ngày, thì chúng ta tính là rau củ sống hay chín ạ? Mời bác sĩ có thể chia sẻ với các anh chị nhà phân phối ạ. Cảm ơn câu hỏi của các anh chị. Đây là một câu hỏi rất là chi tiết đúng không ạ? Rất là tinh ý đó. Và thông thường thì người ta sẽ khuyến cáo là theo cái lượng thực phẩm mà chưa có chín, mà tuy mà nó sạch, tức là người ta khuyến nghị là sống sạch, có nghĩa là gì? Ví dụ một loại cải thì chúng ta về chúng ta rửa, rồi chúng ta sẽ bỏ đi cái phần mà trong dinh dưỡng người ta gọi là phần thải bỏ, tỷ lệ thải bỏ, tức là phần nào mình không ăn được thì mình bỏ ra, thì nó sẽ còn lại là thực phẩm sống mà chúng ta chưa có nấu thì chúng ta tính cái phần đó. Tại vì hơn nữa nó là gì, không phải thực phẩm nào chúng ta cũng sẽ đem đi nấu cả. Ví dụ như thậm chí là rau thì không phải rau nào chúng ta ăn chúng ta cũng nấu cả, do đó thì nó là sống sạch thôi. Rồi, cảm ơn lời chia sẻ của bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo đó là để giảm cân thì dùng liều lượng chất xơ như thế nào ạ? Đối với chất xơ thì mình sẽ đảm bảo được cái nhu cầu khuyến nghị chất xơ rồi các anh chị. Thật ra cái vấn đề quản lý cân nặng cũng một phần là do chúng ta thiếu cung cấp chất xơ mà. Do đó thì chúng ta chỉ việc là cung cấp đủ cái nhu cầu khuyến nghị là từ 20 tới 22 gram mỗi ngày thôi. Và nếu được nữa thì chúng ta sẽ tính toán tới cái lượng chất xơ hòa tan, đúng không ạ? Chất xơ hòa tan rất quan trọng và nó có nhiều lợi ích. Còn đối với chất xơ tan thì chủ yếu của nó là giúp cho tạo cảm giác no, với lại là giúp nhuận tràng là chính thôi. Còn vai trò của chất xơ hòa tan nó sẽ có nhiều vai trò hơn đến sức khỏe đường ruột cũng như là đến việc mà chúng ta kiểm soát được cân nặng, và thậm chí là việc mà tiêu tiêu thụ quá nhiều chất xơ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc mà chúng ta hấp thu dinh dưỡng nữa. Do đó thì chỉ cần mình cung cấp đủ cái lượng nhu cầu là đã rất tốt rồi.
Thì vừa rồi bác sĩ có chia sẻ là chúng ta thông thường là do mọi người thiếu hụt chất xơ nên khó có thể kiểm soát cân nặng, nên thành ra chúng ta nên bổ sung đầy đủ chất xơ như cậu khuyến nghị đó là 20 đến 20 gram chất xơ mỗi ngày. Thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta hỗ trợ kiểm soát cân nặng, và chúng ta nên bổ sung đầy đủ, không nên quá nhiều thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề khác. Thì ngoài ra có một câu hỏi liên quan tới việc ăn cơm thì thấy rất là thú vị, đó là tại sao người có cơ địa tích nhiều nước và tại người này có dễ giảm cân không ạ? Không biết bác sĩ có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ? Vấn đề tích nhiều nước thì Nhân có vẻ nghe nó giống như là có vấn đề gì khác đó gì. Tại vì cơ thể chúng ta bản chất đó là nước, nếu mà tỷ lệ nước ra nhiều hơn thì phần lớn nó sẽ thể hiện là, nếu mà không có bệnh lý gì thì nó thể hiện là cái cơ chúng ta nhiều. Tại vì tế bào cơ nó sẽ chứa nước nhiều hơn là tế bào mỡ. Đúng không ạ? Do đó thì nếu mà các anh chị đã thừa cân rồi á mà lại bị tích nước thì điều này nó có một cái bất thường gì đó, thì chúng ta có thể đi kiểm tra sâu hơn để mà biết rõ hơn. Còn đây thiếu thông tin quá thì Nhân cũng không có thể đưa ra lời khuyên gì thêm. Rồi câu hỏi rất là hay, đó là hỏi về các bác sĩ Nhân có thể cho mình biết là hỏi về cơ chế hoạt động của hormone báo đói và hormone báo no trong kiểm soát cân nặng được không ạ? À? Vừa rồi bác sĩ có chia sẻ về chất xơ hàn tan nó có thể điều khiển cơ thể mình tiết ra của hormone cơ thể báo no cho não, thì không biết là bác sĩ có thể giải thích lại về cái cơ chế chất xơ này về giữa báo no và báo đói cho cơ thể mình được không ạ? Tức là báo đói với báo no thì mình sẽ nói như thế này, đúng không ạ? Đầu tiên đó là về hormone báo đói, có nghĩa là ghrelin đó. Hormone ghrelin thì nó sẽ được dạ dày tiết ra khi mà cơ dạ dày nó trống, đúng không ạ? Và khi chúng ta tức là ăn xong hết rồi, sau bữa ăn đưa thức ăn từ dạ dày xuống ruột hết rồi, sau thời gian thì khoảng trung bình là khoảng từ 3 đến 4 tiếng đó các chị, thì bắt đầu cái dạ dày nó sẽ tiết ra cái hormone này, báo hiệu là cơ thể cái dạ dày đã trống rồi, tức là không còn gì trong dạ dày nữa, thì chúng ta có thể ăn tiếp. Đây là cái giải thích đơn giản nhất. Còn hormone báo no thật ra nó là nằm trong tế bào mỡ, được các tế bào mỡ tiết ra cái gì. Và cái hormone báo no này á, tuy nhiên á, thì ở trên được tế bào mỡ tiết ra, và khi mà cơ thể chúng ta ăn vào một khoảng thời gian thì trung bình là khoảng đâu đó khoảng 20 tới 30 phút thì cơ thể chúng ta nó sẽ tiết cái leptin ra để mà báo cho não là mình ăn xong rồi và đã no rồi. Do đó thì tuy nhiên thì đối với những người mà thừa cân béo phì thì mình lại thấy rằng đã là thừa cân béo phì tức là nhiều mỡ rồi, đúng không ạ? Thì có nghĩa là nó, nếu mà thông thường thì nó sẽ tiết ra leptin nhiều hơn, đúng không ạ? Tại vì có nhiều tế bào mỡ. Tuy nhiên thì đối với những người thừa cân béo phì thì phần lớn thì họ cái tế bào mỡ của họ bị gọi là nó bị kháng insulin, do đó là cái leptin này nó không có thường không được đưa đến tế bào não. Do đó thì mặc dù là chúng ta cơ thể chúng ta đã ăn rồi nhưng mà cái hormone này nó không được đến đến được đến não, do đó thì cơ thể chúng ta cứ cảm thấy là ăn nó chưa có no. Do đó ứng dụng trong cái việc này là chúng ta gì ạ? Ăn chậm. Đối với những người muốn kiểm soát cân nặng thì chúng ta phải ăn chậm để cho cơ thể chúng ta có thời gian tiết ra được hormone báo no. Và wow. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Mình cái chất xơ hòa tan nó sẽ giúp cho ổn định cái hệ vi sinh vật đường ruột, và cái nữa là nó sẽ làm cho nó giảm đi cái quá trình viêm trong cơ thể, và cái việc mà cân bằng được cái quá trình viêm trong cơ thể thì nó làm cho cái đáp ứng đối với cái hormone leptin của não nó tốt hơn, và từ đó chúng ta sẽ cái hoạt động của hormone này được bình thường hơn thì cơ thể mình sẽ bớt thèm ăn đi, đúng không ạ? Thì đó là cái giải thích đơn giản nhất. Và bên cạnh đó thì để mà cải thiện hormone leptin thì nó sẽ còn một số cơ chế khác, ví dụ như là cần phải ổn định cái đáp ứng của insulin và nhiều cái vấn đề khác để mà cho hoạt động leptin nó được hoàn chỉnh. Thì dựa vào cơ chế đó thì có một câu hỏi liên quan đó là
thời điểm mà mình nên bổ sung chất xơ như thế nào nếu như mà mình có nhu cầu là muốn giảm cân đó bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ cho các anh chị một phân phối về thông tin đó được không ạ? Đối với chất xơ cái gì thì mình cứ hình dung nó giống như là một cái loại rau củ quả đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đối với giảm cân chúng ta sẽ nên ăn nó trước bữa ăn chính đúng không ạ? Và nếu chúng ta có sử dụng chất xơ bổ sung đó, thì chúng ta cũng nên uống nó trước bữa ăn để nó vào trong dạ dày trước, và sau đó thì khi bữa ăn chúng ta có những cái chất, thì thông thường thì bữa ăn chính sẽ có chất bột đường và chất béo, thì chất xơ trong đó nó sẽ bao lại tinh bột, bao lại chất béo, thì nó làm cho thời gian mà những cái chất này nó được tiêu hóa và hấp thu vào ruột nó chậm đi, và từ đó nó sẽ làm cho đường huyết lúc nãy chúng ta giải thích thì nó sẽ tăng chậm hơn, cũng như là kiểm soát được cholesterol máu. Cái thứ hai nữa là dùng chất xơ trước bữa ăn thì sẽ giúp cho mình có cảm giác no hơn, đúng không ạ? Và dù đó kiểm soát được cái năng lượng đồ ăn nhập vào tốt hơn. À, có một câu hỏi liên quan tới vấn đề đó là thường gặp ở các trẻ nhỏ thì vấn đề là về ví dụ như là một bác sĩ cho em hỏi là nhà em có hai bé gái, bé nhỏ 7 tuổi cân nặng 32 kg, vậy thì nhu cầu chất xơ cần cho bé là bao nhiêu, còn bé gái lớn 12 tuổi 52 kg, vậy bé dùng bao nhiêu chất xơ là đủ, và hai bé em như thế thì có béo phì không ạ? Dạ một bé. Hỏi của chị thì đối với trẻ em thì mình sẽ tính theo có thể trẻ lớn thì mình có thể tính theo BMI được mà. Nhưng mà thông thường đối với trẻ nhỏ thì mình sẽ tính theo cái tiêu chuẩn của WHO. Và cái này chi tiết thì mình có thể đi khám. Và đối với sử dụng chất xơ, nhu cầu chất xơ thì lúc nãy Nhân cũng có chia sẻ cho các anh chị thì để Nhân chiếu lại ha. Thì đối với trẻ nhỏ đúng không ạ, thì nhu cầu nó cũng phải ít nhất là đây, ít nhất cũng phải là từ 20 gram trở lên rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì đối với trẻ em là như thế nào, mình phải đánh giá thêm cái lượng rau nữa, không chỉ riêng trẻ em mà bất cứ người nào mình phải đánh giá thêm cái lượng rau rồi chất xơ nằm trong các loại thực phẩm mà họ ăn, như là nhóm tinh bột cũng có chất xơ đúng không ạ, rồi các loại trái cây nó có chất xơ, thì phải dựa vào cái khẩu phần ăn của mình đã đạt được bao nhiêu lượng xơ khuyến nghị, và từ đó mình mới có việc xem xét là bổ sung chất xơ vào. Tuy nhiên thì đối với trẻ em thì chúng ta phải đánh giá một số yếu tố khác, ví dụ như là nó có là bổ sung đủ những cái loại vi chất khác, để mà nếu mà tránh bổ sung chất xơ nhiều quá và nó làm cho giảm hấp thu đi những cái vi chất khác thì nó cũng không có hợp lý. Thì đây cũng là lý do mà tại sao chúng ta không nên lạm dụng, có nghĩa là không nên dùng bổ sung chất xơ quá mức, mà chỉ làm sao đáp ứng được cái nhu cầu khuyến nghị cho cơ thể là được mà. Vậy là vừa rồi là bác sĩ cũng đã chia sẻ được các kiến thức về chất xơ từ trẻ nhỏ đến người lớn. Hiện tại thì vẫn còn một vài câu hỏi khá là nhiều liên quan tới chất xơ, thì em Tiên cũng xin phép được hỏi một vài câu đối với bác sĩ à. Chẳng hạn như là một bé nhà em 7 tuổi nặng 36 kg, nhưng mà giờ mình phải sử dụng chất xơ như thế nào để bé mình giảm cân ạ? Thì bé nhà mình rất dễ hấp thu. Thật ra đối với trẻ nhỏ cái gì nó có rất nhiều yếu tố để mà tăng cân cũng như là giảm cân, thì mình phải đánh giá toàn diện, ví dụ như là về cái thực phẩm mà bé đó ăn, ví dụ như là bé ăn những thực phẩm thông thường, tức là không có sử dụng những thức ăn nhanh rồi nước ngọt, đồ ngọt nhiều, thì mình sẽ bắt đầu đánh giá. Còn lại ví dụ, còn tiếp theo thì mình sẽ đánh giá là gì, cái loại thực phẩm mà em nó ăn, ví dụ như là những thực phẩm mà có nhiều động vật nhiều hay là có chất béo nhiều đó, thì mình phải điều chỉnh lại cho nó cân bằng, chứ không phải là tập trung nhiều vào một cái loại, tập trung nhiều vào bổ sung chất xơ hay là một cái phương pháp đặc thù nào đó.
mà nên tốt nhất là đối với trẻ em thì nên đánh giá toàn diện, tại vì đối với trẻ mà chưa trưởng thành thì mình cần phải quan tâm tới bên cạnh cái việc giảm cân, hoặc là thậm chí ở giai đoạn mà 7 tuổi, 10 tuổi thì người ta chưa đặt nặng vấn đề mà giảm cân. À, nếu như mà bé không có tình trạng là béo phì nặng, hoặc là tình trạng thừa cân béo phì nó ảnh hưởng tới những cái vấn đề khác, còn mà thừa cân hay là béo phì nhẹ thì người ta có thể chưa đặt đến vấn đề mà cần phải giảm cân ở giai đoạn này, tại vì phải cung cấp đủ cái dinh dưỡng để cho trẻ phát triển đến tuổi trưởng thành. Rồi sau này sau 18 tuổi, 20 tuổi thì mình mới tính tới việc vấn đề giảm cân. Còn bây giờ thì các chị có hoàn toàn, tuy mình không đặt mục tiêu giảm cân nhưng mình hoàn toàn có thể điều chỉnh lại chế độ ăn cho bé nó đừng có tăng cân quá mức thôi. Cảm ơn lời chia sẻ của bác sĩ. Không biết vừa rồi các anh chị đã có nghe rõ lời bác sĩ chia sẻ là thì nãy giờ bác sĩ đề xoay quanh vấn đề đó là chất xơ làm như thế nào để có thể hỗ trợ quá trình giảm cân, nhưng mà tiên vẫn còn nhận thấy rồi là có một số câu hỏi anh chị liên quan vấn đề là về vấn đề muốn tăng cân thì như thế nào. Thì đầu tiên có câu hỏi anh chị rất là khá thú vị, đó là người bị gầy muốn tăng cân nhưng lại bị táo bón thì nên bổ sung chất xơ như thế nào và có lưu ý gì để không ảnh hưởng đến việc hấp thu chất dinh dưỡng ạ? Mình gầy nhưng mà muốn tăng cân nhưng mà lại bị táo bón thì không biết là mình nên bổ sung chất xơ như thế nào. Đầu tiên á là vấn đề gầy cái gì, đầu tiên nhân nói là đầu tiên á là mình phải nói là chất xơ nó cho dù á là người gầy hay là thừa cân béo phì gì mình cũng phải cung cấp để cho nó đảm bảo cái nhu cầu hàng ngày, nó không chỉ riêng cho vấn đề giảm cân hết. Còn đối với gầy mà bị táo bón á, đối với việc gầy á các chị thì chúng ta phải đầu tiên là mình cần phải tăng năng lượng ăn vào, mà và có thể là đối với người gầy thì đâu đó gặp vấn đề về hấp thu, do đó mình phải kiểm tra cũng như là phải đi phải cải thiện cái việc hấp thu dinh dưỡng. Nếu mà chúng ta đánh giá rằng là chúng ta ăn đã dư năng lượng nhiều rồi nhưng mà cơ thể không có tăng cân được thì có thể là vấn đề về hấp thu, hoặc là một số trường hợp các anh chị nghĩ rằng là các anh chị đã ăn nhiều mà tự thấy các chị ăn nhiều mà thực tế tính toán ra thì nó chưa đạt. Thì này tốt nhất là mình có thể đi khám để hoặc là gặp chuyên gia dinh dưỡng nào đó để mình đánh giá. Vấn đề nữa là về táo bón thì đối với táo bón thì mình cần phải lưu ý ba vấn đề. Thứ nhất đó là cung cấp đủ chất xơ. Cái thứ hai đó là cung cấp đủ nước. Tại vì chất xơ nó cần hút nước cái gì mà các anh chị ăn, tức là dùng chất xơ bổ sung chất xơ nhưng mà người ta uống ít nước quá thì nó cũng không có hiệu quả. Vấn đề thứ ba nữa là cần phải có một cái mức vận động nhất định. Thì thường gặp cái điều này thường gặp ở những người mà bị tai biến hoặc là nằm liệt giường cái gì thì họ hầu như không có hoạt động gì, cũng như là cái nhu động ruột nó không có. Thì nó làm cho cái tốc độ mà đi phân ra ngoài nó ít đi, đúng không ạ? Do đó thì chúng ta nếu chúng ta kết hợp cả ba điều này thì chúng ta bổ sung đủ chất xơ, chúng ta uống đủ nước và mình có thể xoa cái vùng bụng để mà kích thích cái nhu động ruột, thì nó sẽ làm cho cải thiện được cái tình trạng táo bón. Còn một ý nữa đó là dùng chất xơ làm sao mà nó không có ảnh hưởng đến hấp thu, đúng không? Thì thật ra đối với chất xơ nó không có ngăn cản quá trình chúng ta hấp hấp thụ chất dinh dưỡng, vậy nó chỉ làm chậm thôi. Thì lúc nãy mình có chia sẻ kỹ đó là đối với đường, đối với glucose thức ăn thì nó chỉ, tức là nó chỉ bao lại, hoặc là cái gì xem minh họa đó thì thấy là chất xơ nó bao bao lại cái giọt dầu, mà thì cơ chế nó cũng giống giống như vậy, nó làm cho thời gian mà chúng ta tiêu hóa và hấp thu thức ăn nó chậm đi thôi, chứ không có nghĩa là nó sẽ làm cơ thể chúng ta không hấp thu được chất dinh dưỡng. Thì là vừa rồi bác sĩ cũng đã chia sẻ về các vấn đề chất xơ, thì tiện thể đây cũng có câu hỏi liên quan đến việc chất xơ có thể khi mình sử dụng chung thì có ức chế hấp thu các chất khác hay không. Thì ví dụ như là cho em hỏi chất xơ giúp cảm hấp thu, vậy khi uống chất xơ cùng với các vitamin khác có làm cảm hấp thu vitamin không ạ? À? Thì bác sĩ có thể chia sẻ các thông tin này không? Đối với vitamin đó thì các anh chị lưu ý một số đó là thì nó chỉ có hai nhóm thôi, đúng không ạ? Vitamin tan trong nước và vitamin tan trong dầu. Thì nước đó, đối với vitamin tan trong nước thì chúng ta uống thì
mình phải cung cấp đủ nước, tức là mình có thể uống nhiều nước một tí. Còn đối với vitamin trong dầu á, thì chúng ta bắt buộc là phải uống cùng với bữa ăn hoặc là sử dụng cùng với bữa ăn có chất béo, thì nó mới hấp thu được tốt nhất. Do đó thì còn liên quan đến chất xơ thì nó cũng sẽ không, nó có thể làm chậm hấp thu chất béo nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng đến việc chúng ta hấp thu vitamin. Còn chỉ chúng ta rất lưu ý đó là ví dụ như chúng ta uống vitamin A hay là vitamin E đó, thì chúng ta đặc biệt là mình dùng vitamin E bổ sung hoặc là những vitamin tan trong dầu bổ sung đó, thì mình phải nên uống ngay sau ăn cùng với bữa ăn mà có chất béo, thì nó sẽ giúp cho hấp thu được những cái chất vitamin tan trong dầu này. Vì thời lượng có hạn nên thành ra là Tiên xin phép là mình sẽ còn một câu hỏi cuối cùng để cùng giải đáp thắc mắc với bác sĩ. Thông thường hồi nãy bác sĩ có chia sẻ thì chất xơ, có nghĩa chất xơ prebiotic, nó sẽ trở thành thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột. Vậy thì không biết là khi mình sử dụng chất xơ hòa tan á, thì có làm thức ăn cho hại khuẩn không ạ bác sĩ? Thật ra hại khuẩn nó không có sử dụng cái rebiotic đó chị, mà phần lớn thức ăn của hại khuẩn là những cái chất chúng ta liệt liệt kê, ví dụ như là những cái thức ăn nhanh, đồ ngọt, đường, rồi chất béo, đặc biệt là những cái chất béo không có lợi. Còn rebiotic đó thì là hại khuẩn nó không có sử dụng mà được các cái con lợi khuẩn trong thể chúng ta nó ăn đi. Vậy là vừa rồi câu hỏi của bác sĩ cũng đã đến phần kết thúc của chương trình Zoom. Tuy nhiên là các anh chị hãy khoan cho chúng ta vẫn còn một phần, đó là phần chia sẻ tiếp theo về kiến thức về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Fiber Power. Để gửi lời vừa rồi thì Tiên cũng cảm ơn bác sĩ cũng như các anh chị nhà phân phối đã gửi lời chia sẻ tham gia buổi Zoom từ lúc 2 giờ đến bây giờ. Thì các anh chị có thể gửi những tràng pháo tay hoặc là những tràng tim để cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ đối với mọi người, đúng không ạ? Dạ rồi, thấy có rất nhiều lời tràng tim. Dạ rồi, vâng, cảm ơn là bác sĩ đã chia sẻ rất nhiều. Thì sau đây xin mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt mọi người. Rất là cảm ơn hơn 400 các anh chị đã có mặt tới giờ này, đúng không ạ? Liên tục tới giờ này để theo dõi. Và cảm ơn công ty Amway cũng như là phòng huấn luyện Amway đã cho nhân có cơ hội có mặt ở đây để mà cùng giao lưu trao đổi với các anh chị. Và chúc các anh chị sẽ có rất là nhiều sức khỏe cũng như là thành công trong công việc cũng như là hoạt động kinh doanh của mình, đúng không ạ? Chúc các anh chị một ngày tốt lành và xin hẹn các anh chị vào một dịp gần nhất. Xin Dạ chào ạ. rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn lời chia sẻ của bác sĩ. Dạ vâng, thế thì em xin phép. Thì sau khi phòng bác sĩ tiếp theo thì sẽ tới cái phần. Xin chào bác sĩ. Các anh chị thân mến, vừa rồi đã chia sẻ của bác sĩ nhưng mà chương trình của chúng ta vẫn chưa kết thúc, và tiếp theo đây thì sẽ là phần chia sẻ những kiến thức rất là tâm đắc. Vừa rồi thì thấy mọi người hỏi kiến thức rất là nhiều về sản phẩm chất xơ, đó là sơ bột với lại sơ viên thì nên sử dụng như thế nào, sử dụng sơ tan á, sử dụng sơ bột á, thì có nên bổ sung thêm nước hay không. Thì sau đây thì xin phép chia sẻ các kiến thức liên quan tới sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite để giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến các anh chị ạ. Rồi các anh chị vừa lòng đợi Tiên một chút để Tiên share màn hình cho các anh chị. Chào các bạn anh chị thân mến, thì Tiên xin tự giới thiệu là lần nữa tên đầy đủ là Võ Thị Cẩm Tiên, đến từ phòng huấn luyện của Amway Việt Nam. Thì hiện tại Tiên đã công tác được ở Amway Việt Nam mình đã không được được gần 1 năm rồi ạ. Thì không biết là các anh chị đã từng gặp Tiên qua ở đâu thì có thể comment vào trong group chat cho Tiên biết được không ạ? À, dạ lần đầu, dạ vâng, dạ rồi.
Thì thật ra Tiên cũng đã có một vài chương trình, đó là nghĩa là các anh chị chưa học trên e-learning khóa Fiber đúng không ạ? Thì các anh chị có thể dễ dàng gặp Tiên trên các khóa học e-learning như là sản phẩm Fiber. Dạ rồi, vâng ạ, lần đầu gặp ạ. Dạ, dạ rồi, e-learning lần gặp thứ hai ạ. Dạ vâng, cảm ơn các anh chị. Dạ rồi, thì để bắt đầu của khởi động của một chương trình của ngày hôm nay, thì như các anh chị đã biết thì trên cái sản phẩm này nó sẽ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Fiber Power. Đây là sản phẩm nó chứa chất xơ hòa tan, nó sẽ gồm ba thành phần, đó chính là inulin, glucan phân một phần, maltodextrin kháng tiêu hóa, thì nó đều là một thuộc nhóm gọi là chất xơ hòa tan prebiotic. Thì mình cùng nhau ôn lại một chút về kiến thức chất xơ hòa tan prebiotic. Các anh chị có thể comment vào trong group chat trước tiên. Vậy thì việc chất xơ hòa tan prebiotic là gì không ạ? Mình sẽ có phần quà cho câu hỏi này đó ạ. Không biết là các anh chị có ai biết chất xơ hòa tan prebiotic là gì không ạ? Lợi khuẩn thức ăn cho lợi khuẩn của anh Phùng. Dạ rồi, con có hỏi mà con đáp án là không, mặc thức ăn cho lợi khuẩn. Dạ vâng, vậy thì nó đóng vai trò như thế nào ạ? Nó cho anh thức ăn lợi khuẩn thì nó đóng vai trò như thế nào ạ? Dạ vâng, dạ rồi. Vâng, thì xin chúc mừng chị. Dạ vâng, xin chúc mừng anh chị Phùng, mã số 700463824 có thể mời anh chị có thể comment vào trong group chat mã số ADA, họ tên và số điện thoại để phòng huấn luyện có thể ghi nhận thông tin và gửi phần quà là kẹp điện thoại 50k dành cho anh chị ạ. Dạ rồi. Thì mỗi một cái nhóm chất xơ hòa tan như thế này thì nó sẽ thuộc các nhóm prebiotic khác nhau. Chẳng hạn như inulin thì nó sẽ thuộc nhóm đường phos, hoặc là gung thủy phân một phần thì thuộc cái nhóm gọi là đường gos, hoặc là maltodextrin kháng tiêu hóa là thuộc nhóm tinh bột kháng tiêu hóa. Vậy thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu inulin là gì. Thì vậy thì inulin là gì ạ? Để Tiên sẽ nói sơ qua một chút về thông thường hàng ngày của inulin nha. Chúng ta có thể tìm gặp inulin trong bữa ăn hàng ngày, chẳng hạn như là hành tây nè, tỏi tây, chuối, lúa mì, lúa mạch hoặc là lúa mạch đen. Thì bên cạnh đó thì inulin được tìm thấy trong hơn 3.000 loại thực phẩm, chẳng hạn như là củ cây thực dược nè, atiso, rễ rau diếp xoong và khoai sâm. Thì lý do mà tại sao inulin được được chiết xuất từ rau dễ giúp xoăn được lựa chọn trong các sản phẩm, đó là bởi vì nó chiếm hàm lượng inulin rất là cao, từ 14,9% cho đến 18,3% trên tổng khối lượng. Ngoài ra thì nó có vị ngọt tốt như là Lusco, độ ngọt tương đương khoảng từ 35 đến 55% đường mía. Thì chính cái độ ngọt như thế này, khi mà anh chị sử dụng các sản phẩm có inulin, thỉnh thoảng nó sẽ có hơi vị ngọt rất là tự nhiên và nhẹ. Ngoài ra về bản chất inulin thì nó là chất xơ prebiotic, nên nó sẽ trở thành thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột, hỗ trợ cho quá trình tốt cho hệ vi sinh đường ruột và gia tăng tỷ lệ lợi khuẩn. Có nghĩa giúp cân bằng 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn. Ngoài ra về mặt cấu tạo của inulin thì inulin được sự về mặt cấu tạo thì inulin nó được cấu tạo từ 200 đến 100 đơn vị đường fructose kết hợp với nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thành phần thứ hai trong sản phẩm, đó chính là maltodextrin kháng tiêu hóa. Vậy thì maltodextrin kháng tiêu hóa là gì? Thì maltodextrin kháng tiêu hóa là chất xơ, nó bản chất những là chất xơ prebiotic hòa tan, nó hoạt động như một prebiotic, bởi vì bản chất nó là hoạt động như prebiotic cho nên nó có thể trở thành thức ăn cho các lợi khuẩn ở trong đường ruột. Và người ta làm sao có thể như thế nào để có thể để tạo ra được, sử dụng cái nguồn nguyên liệu từ đâu, từ loại thực vật nào có thể sử dụng được tạo ra maltodextrin kháng tiêu hóa, đó chính là nguồn tinh bột, chẳng hạn như là ngô nè, lúa mì, gạo và khoai tây.
Vậy thì cái đặc tính của mantoid chuyên kháng tiêu hóa bao gồm những cái yếu tố nào? Thì đầu tiên đó là mantoid chuyên kháng tiêu hóa nó có màu trắng nhẹ nhẹ, kết cấu không nhớt. Do những cái tính đặc điểm như thế này á, thì cho nên mantoid chuyên kháng tiêu hóa nó được coi là một nguồn chất xơ tiềm tàng trong các thực phẩm cũng như đồ uống tốt cho sức khỏe. Ngoài ra thì chúng ta anh như các anh chị đã biết thì mantoid chính có nguồn gốc từ các loại như là ngô nè, lúa mì, gạo và khoai tây. Thì nhờ những cái như thế này thì qua quá trình người ta có thể biến đổi như thế nào, thì có thể biến một loại từ tinh bột thành chất xơ, thì nó sẽ được cấu tạo bằng cách phân nhánh các cấu trúc tinh bột hàng trăm hoặc là thậm chí các phân tử Lusco kết nối với nhau như anh chị thấy trên màn hình màu vàng á. Thì thông qua sử dụng kỹ thuật gọi là biến đổi tinh bột thành một loại chất xơ khó có thể tiêu hóa được. Nhờ đó mà người ta có thể biến đổi từ một loại tinh bột thành chất xơ hà tan. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu thành phần thứ ba trong sản phẩm, đó chính là gungo thủy phân một phần. Vậy thì gungo thủy phân một phần là gì ạ? À? Nghe rất là lạ đúng không ạ? Thì gungo nó được cấu tạo từ một loại là đậu gua. Thì không biết là anh chị nào đã từng nghe gọi qua đậu gua chưa ạ? Có thể comment con số 1 vào trong bức chat cho Tiên được không ạ? Có anh chị nào đã từng nghe đậu gua là gì chưa ạ? Có thể comment con số 1 vào cho Tiên được ạ? Dạ vâng, cảm ơn chị Sống. Chị Sống à, dạ rồi, cũng rất anh chị nghe qua đậu gua rồi ạ. Nhưng mà mình vẫn chưa biết rõ thì đậu gua nó có nguồn gốc như thế nào á. Thì đậu gua là một loại đậu, nó được trồng chủ yếu ở Ấn Độ hoặc là Pakistan. Nó được trồng là thức ăn trong nhiều thế kỷ, nó làm thức ăn cho người hoặc là động vật. Và cái bản chất của cái gungo thủy phân một phần này nó cũng là chất xơ rebaotic, cho nên khi nó mà được tiêu hóa trong đường ruột thì nó cũng sẽ trở thành thức ăn cho các loại khuẩn. Vậy thì quá trình tạo ra gungo thủy phân một phần nó diễn ra như thế nào? Thì người ta từ như anh chị đã biết thì nó có nguồn gốc từ đậu gua. Thì từ đậu gua này người ta sẽ chế ra thành một loại bột gọi là bột gua. Thì từ loại bột gungo này nó sẽ bởi bản chất cái bột gungo đó là chất xơ hòa tan có độ nhớt rất là cao, nó sẽ bao gồm là hai loại đường là đường mannose và đường galactose. Và từ cái bột gungo này người ta sẽ sử dụng một loại enzyme để người có thể phân tách thay đổi cấu trúc của gung bột từ gungo, nó sẽ trở thành là gungo thủy phân một phần và có chiều dài phân tử ngắn hơn 10 lần so với chiều dài ban đầu của bột gungo và làm độ giảm độ nhớt của gungo. Chính cái đặc điểm như thế này nó tạo nên một loại gungo thủy phân một phần có đặc điểm chất xơ hòa tan đặc biệt hữu ích nhất cho cơ thể chúng ta. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu ba loại chất xơ này như thế nào, nhưng mà chúng ta không hề biết là nó có sẽ công dụng ra sao đối với cơ thể mình, thì chúng ta cùng nhau cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên đó chính là chất xơ hòa tan rebaotic hỗ trợ nhuận tràng. Nhuận tràng ở đây các anh chị có thể hiểu đó là giúp chúng ta đi vệ tiêu hóa dễ dàng hơn, chẳng hạn như là không biết là các anh chị ở đây có ai từng bị táo bón chưa, có thể comment vào trong bức chat cho Tiên được không ạ? Tiên con xin số 5 đi ạ. Ở đây không biết các anh chị ở đã từng bị táo bón. Dạ rồi, chắc hẳn là chúng ta đã cùng từng ít nhất là cũng đã từng một lần bị táo bón đúng không ạ? Và vậy thì làm sao mà khi chúng ta sử dụng cái chất xơ khi chúng ta sử dụng chất xơ hoặc là bổ sung chất xơ hòa tan này nó có thể hỗ trợ được nhuận tràng như thế nào ạ? Thì khi mà một người bị táo bón thì cái việc đại tiện ra phân cứng rất là khó chịu và thậm chí là gây đau đớn ở cái hậu môn hay là trực tràng của mình. Thì khi mà chúng ta ăn nhiều cái thực phẩm có chứa chất xơ hòa tan sẽ giảm bớt sự khó chịu này cũng như giảm bớt nguy cơ táo bón nhuận tràng. Và sở dĩ thì nó được gọi là chất xơ hòa tan thì có khả năng là chất xơ hòa tan nó sẽ đặc tính nó là hút nước và nó sẽ chuyển sang dạng gel trong quá trình tiêu hóa. Anh chị có thể nhìn thấy nó là dạng gel, thì chính cái dạng gel này nó khi mà tiếp xúc với phân nó trong ruột già làm gia tăng kích thước khối lượng phân và làm cho phân mềm hơn để tạo điều kiện và dễ dàng. Thì các anh chị có thể thấy như hình minh họa, đó chính là cái chất xơ nó sẽ cùng với lại nước tạo thành dạng
gel nó bao bọc làm tăng lượng kích thích của cái khối phân lên, nó sẽ dễ dàng đẩy cái lượng phân từ trong được giải đáp hậu môn. Như thế này chúng ta tạo điều kiện là thuận tiện hơn ạ. Ngoài ra thì do tính chất giống như là gel á, nên chất xơ hòa tan vì bào tiết nó sẽ giúp bôi trơn đường tiêu hóa, hỗ trợ cái giảm tình trạng đau hậu môn do rặn quá mức. Ngoài ra cũng kích thích cơ thể đẩy phân ra ngoài dễ dàng hơn. Ngoài ra thì nếu như mà bên cạnh đó thì chúng ta gặp tình trạng như là bị tiêu chảy nè, thì chất xơ hòa tan nó cũng có thể hỗ trợ làm điều đó. Bằng cách như thế nào ạ? Đó chính là chất xơ hòa tan giúp giảm độ đặc của phân và làm chậm thời gian vận chuyển qua ruột, giúp phân cứng hơn. Nghĩa là chất xơ hòa tan thì cái phân mà khi mà ta bị tiêu chảy thì nó dạng lỏng, thì chất xơ hòa tan nó có thể có dạng nước và nó làm giúp phân nó đặc lên và làm chậm thời gian, cho đó chúng ta có thể hạn chế được tình trạng bị tiêu chảy nè. Tiếp theo công dụng thứ hai đó chính là chất xơ hòa tan đưa vào tiết hỗ trợ giảm cholesterol trong máu. Nói các anh chị à, thì các anh chị đã biết thì cholesterol trong máu cao là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh về tim mạch, chẳng hạn như là bệnh tim mạch tăng nghẹn, tăng huyết áp. Và các chuyên gia dinh dưỡng cho biết thực hiện một chế độ ăn nhiều chất xơ sẽ đóng góp giảm cơ lượng cholesterol xấu khoảng tức là xấu, nghĩa là chất xơ LDL nó khoảng 20% và tăng cái lượng cholesterol xấu gọi là HDL và giúp ngăn ngừa cải thiện các vấn đề liên quan đến tim mạch. Và trong cơ thể của chúng ta thì có hai nguồn cung cấp cholesterol, đó chính là từ thức ăn và sản xuất ở gan. Thì 20% nó sẽ cung cấp từ thức ăn và ngoài ra còn 80% còn lại nó sẽ được sản xuất ở gan. Vì các loại thực phẩm mà nó cung cấp cholesterol chẳng hạn như là sữa nè, thịt nè, cá nè, mỡ động vật hoặc mỡ hoặc là nội tạng động vật vân vân. Và vậy khi chúng ta mà tiêu thụ cái chất xơ hòa tan như thế này thì nó sẽ giúp hỗ trợ giảm cholesterol trong máu như thế nào? Đầu tiên là khi mà thức ăn có cholesterol cùng với chất xơ hòa tan nó sẽ được tiêu hóa ở dạ dày. Nó sẽ được tiêu hóa ở dạ dày và chất xơ hòa tan nó sẽ bọc lấy cholesterol từ thức ăn và đào thải ra ngoài, giúp hạn chế hấp thu cholesterol vào trong cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm cholesterol trong máu. Ngoài ra thì đó là cách thứ nhất, khi mà nó sẽ có hai cơ chế khác nhau, đó là cơ chế thứ nhất. Thì cơ chế thứ hai đó ta là gan nó sẽ sử dụng cholesterol để sản xuất ra các axit mỡ để tiêu hóa các chất béo ở ruột non. Thì chất xơ hòa tan nó sẽ gắn với lại các axit mỡ này làm cản trở quá trình tiêu hóa chất béo của dịch mỡ, do đó nó hạn chế tái hấp thu dịch mỡ từ ruột non vào máu về lại gan. Điều này chúng ta phải kích thích gan nó phải sử dụng nhiều cholesterol, nó sẽ sử dụng nhiều cholesterol hơn để tạo ra nhiều dịch mỡ, từ đó nó sẽ hỗ trợ để giảm được lượng cholesterol trong máu. Và tiếp theo đó chính là nó rất là khớp với lại vừa rồi bác sĩ đã chia sẻ, đó là chất xơ hòa tan thì người bao tiết nó có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Thì như vừa rồi bác sĩ có chia sẻ thì không biết các anh chị có nhớ là tình trạng thừa cân béo phì nó là nguyên nhân yếu tố gây tử vong đứng thứ mấy tại Việt Nam không ạ? Anh chị có thể comment vào trong bức chat ạ. Đứng thứ bảy, dạ vâng chị. Vâng, mọi người rất là nhớ bài và rất là lắng nghe rồi bác sĩ. Dạ vâng, thì chúng ta có thể thấy được là tình trạng thừa cân béo phì nó là ảnh hưởng to lớn, nó là yếu tố thứ bảy gây tử vong đúng không ạ? Thì ngoài ra thì thừa cân béo phì nó không chỉ ảnh hưởng tới cái việc mà bề ngoài của mình, thì nó còn ảnh hưởng tới một số các bệnh lý chẳng hạn như là tăng huyết áp, đái tháo đường hay là rối loạn chuyển hóa lipid. Thì tỷ lệ mà thừa cân béo phì ngày càng tăng lên theo như bác sĩ chia sẻ vừa rồi, thì tỷ lệ thừa cân béo phì nó tăng lên, và để hỗ trợ chúng ta có thể kiểm soát được cân nặng thì chúng ta cần phải biết bổ sung chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan. Nhưng mà các anh chị có biết thì chúng ta sử dụng chất xơ hòa tan thì nó sẽ hoạt động như thế nào trong hệ tiêu hóa không ạ? Thì đầu tiên đó chính là chất xơ hòa tan rebound tiết. Đầu tiên là chất xơ hòa tan bao tiết khi được tiêu hóa thì đến bao tử nó sẽ trương nở và tạo thành một cấu trúc có như dạng teo ở trong đường tiêu hóa để làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, góp phần
hồn chúng ta cũng tính là no lâu hơn. Khi mà chúng ta cảm thấy no lâu hơn á thì chúng ta sẽ hạn chế được cái việc lượng là lượng nạp calo, thì chúng ta sẽ khi mà thấy no lâu chúng ta sẽ ít ăn lại, thì nó sẽ hạn chế lượng lượng nạp calo từ bên ngoài vào trong cơ thể. Ngoài ra thì thứ hai đó chính là chất sơ prebiotic nó sẽ kích thích các tế bào ở ruột non, thì nó sẽ phát ra một cái hormone tạo cảm giác no như là leptin hồi nãy bác sĩ vừa chia sẻ. Nó sẽ ngoài khi mà cái hormone nó được phát ra thì nó sẽ báo tín hiệu cho não bộ chúng ta bảo à cơ thể mình đã no rồi, mình không cần ăn nữa. Thì cái đó chúng ta cũng hỗ trợ chúng ta giảm cảm giác thèm ăn và kiểm soát được cái lượng calorie, lượng năng lượng và lượng thức ăn nạp vào trong cơ thể. Cái thứ cuối cùng đó, đó chính là chất xơ hòa tan prebiotic nó sẽ không cung cấp năng lượng trực tiếp cho cơ thể, có nghĩa là nó chỉ cung cấp năng lượng lượng thấp gián tiếp thông quá trình lên men của lợi khuẩn. Từ đó có nghĩa là khi mà chúng ta ăn chất xơ hòa tan prebiotic nó từ tiêu hóa từ miệng nó xuống tế bào tử xong rồi sẽ tới ruột non tới ruột già, thì khi tại ruột già này nó sẽ được bị lên men, nó sẽ lên men bởi các lợi khuẩn và sau đó sản xuất ra các loại sản xuất lên men bởi các lợi khuẩn, thì từ đó nó sản xuất ra các axit béo chuỗi ngắn, thì chúng ta sẽ góp phần các axit béo ngắn này nó sẽ kiểm soát cái sự thèm ăn và kiểm soát cái năng lượng quá trình trao đổi chất của mình, thì nhờ đó mà chúng ta có thể góp phần được kiểm soát được cái năng lượng nạp vào trong cơ thể của mình. Tiếp theo đó chính là một công dụng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó chính là chất xơ hòa tan hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Thì vậy thì cái chất xơ hòa tan nó hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột như thế nào? Thì theo chúng ta đã biết thì hệ vi sinh đường ruột nó sẽ bao gồm các lợi khuẩn nè, các hại khuẩn nè, thì các nó mỗi cái là có vai trò khác nhau trong cơ thể. Thì các khi mà cơ thể chúng ta cân bằng hệ vi sinh đường ruột ở tỷ lệ như là 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn, thì chúng ta giúp quá trình có thể hỗ trợ cơ thể mình một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Thì chúng ta khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta có thể ngoài cái việc là hệ tiêu hóa khỏe mạnh, sức khỏe khỏe mạnh, thì chúng ta cũng có thể hỗ trợ được cái quá trình kiểm soát cân nặng bởi vì hệ vi sinh đường ruột nó sẽ cấp các lợi khuẩn, thì các lợi khuẩn nó cũng sẽ là một yếu tố chúng ta hỗ trợ cảm giác ăn, cảm giác thèm ăn, hay là khi mà báo cơ thể chúng ta đã no rồi. Thì theo một kết quả nghiên cứu trên tạp chí cho thấy đó, khi mà chúng ta bổ sung một chất xơ hòa tan như là inulin thì nó sẽ kích thích sự phát triển của các lợi khuẩn trong hệ vi sinh đường ruột, chẳng hạn như kết quả nghiên cứu này khi chúng ta bổ sung một số lượng hàm lượng inulin là khoảng một ngày bổ sung 3 lần, mỗi lần bổ sung 5 gram khoảng trong 2 tuần, thì nó sẽ cho thấy là chúng ta sẽ làm tăng cái lượng lợi khuẩn nó lên khoảng 3,6,7 lần, trong khi đó thì giảm các tỷ lệ đa dạng các hại khuẩn xuống từ 5 cho đến 10 lần. Và nhờ đó khi mà chúng ta đã hỗ trợ quá trình như thế thì nó sẽ giúp chúng ta cân bằng được hệ vi sinh đường ruột ở tỷ lệ vàng, đó chính là 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn. Hồi nãy vừa rồi thì Tiên có thấy có một câu hỏi là các loại thực phẩm nào thì chứa chất xơ hòa tan nhiều hơn, nhưng mà tuy nhiên á, thì các loại thực vật thông thường chúng ta ăn á, thì hầu như là nó sẽ chứa một hàm lượng chất xơ không hòa tan nhiều hơn chất xơ hòa tan, thậm chí là các loại chất xơ hòa tan nổi chất xơ nổi các loại chất mà có nhiều chất xơ nổi tiên chẳng hạn như yến mạch, thì cái hàm lượng hoặc là táo thì cái hàm lượng chất xơ hòa tan nó cũng chiếm lượng rất là thấp. Chẳng hạn như trong bảng này chúng ta các anh chị có thể thấy đó là khi chúng ta ăn một quả táo mà không bỏ nhé, nó khoảng nặng khoảng 138 gram thì nó cung cấp lượng chất xơ được khoảng 2 gram. Nhưng mà tuy nhiên nha, chất xơ không hòa tan chiếm lượng rất thấp, nó chỉ có 0,28 gram mà thôi đúng không ạ? Còn lại là chất xơ không hòa tan. Do đó chúng ta thấy là chúng ta rất là dễ thiếu hụt các chất xơ hòa tan cho thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Ở đây sẽ có một, nếu như mà chúng ta quy đổi nhé, thì theo như sản phẩm của chúng ta là một gói sản phẩm nó sẽ cung cấp là khoảng 4 gam chất xơ hòa tan. Vậy thì nếu mà chúng ta quy đổi cái 4 lượng gam chất xơ hòa tan so với các thực phẩm thông thường, chúng ta cần ăn phải bao nhiêu để có thể đủ được cái lượng 4 gam chất xơ hòa tan đó? Thì đầu tiên đó chúng ta ăn cần phải tận một chén đậu
đen luộc, có nghĩa là đậu chúng ta đã nấu chín thì chúng ta cân lên khoảng 95 gram, thì 95 gram đậu này thì nó sẽ cung cấp chúng ta đủ 4 gram chất xơ hòa tan, và chúng ta còn phải ăn tận 5 chén yến mạch nấu chín, rất là nhiều đúng không ạ? Bản thân Tiên thì một người rất là thích ăn yến mạch, vào buổi sáng, đó là buổi sáng thì mình muốn ăn lượng ăn nó nhẹ nhàng á, thì thường Tiên rất hay yến mạch với lại sữa buổi sáng. Thường Tiên chỉ ăn phải một chén nhỏ thôi là đã cảm thấy rất là no và rất là dễ ngán rồi, nhưng mà khi đó chúng ta còn phải ăn tận 5 chén yến mạch như vậy thì mới cung cấp được lượng 4 gram chất xơ hòa tan. Và chúng ta cần phải ăn tới khoảng 4 quả ổi chín nè, 2 củ khoai lang. Khoai lang đây thì có thể là khoai lang chưa chín à, nó mình cân à, khoảng 2,5 chén bông cải xanh. Và do đó thì chúng ta có thể thấy cái lý do trên đó chính là lượng chất xơ hòa tan trong trong các thực phẩm thông thường, rau củ quả hàng ngày chúng ta ăn đó, thì lượng chất xơ hòa tan chiếm rất thấp, chúng ta rất là dễ thiếu hụt. Đó là do tại sao mà chúng ta cần phải sử dụng các bổ sung chất xơ hòa tan từ thực phẩm bổ sung. Nhờ đó mà các nhà nghiên cứu khoa học đã hiểu được và không ngừng tìm kiếm để phát triển ra một sản phẩm chất xơ mới, đó chính là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Fiber Powder. Thì sản phẩm này nó sẽ là hoàn toàn chứa 100% là chất xơ hòa tan, nó sẽ gồm ba cái thành phần chính, đó chính là inulin nè, mang tính kháng viêm hóa và gum thủy phân một phần. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì nó sẽ mang lại những lợi ích gì cho chúng ta? Đó chính nhất đó chính là cung cấp 4 gam chất xơ hòa tan. Hồi nãy so sánh với lại các bản vừa rồi thì các anh chị có thể thấy là nếu như mà chúng ta ăn thực phẩm thông thường á, để mà đạt được 4 gam chất xơ hòa tan chúng ta ăn tận 5 chén yến mạch. Không biết là các anh chị ở đây có thể ai có thể ăn được 5 chén yến mạch nấu chín chưa ạ? Có thể comment cho Tiên được không ạ? Hay là các anh chị muốn sử dụng một gói sản phẩm như thế này thì mình đã có thể dễ dàng hơn không ạ? Dạ vâng, không nổi ạ. À. Dạ rồi ạ. À. Thì đó nên chúng ta có thể thay, nếu mà không nổi chúng ta thay dễ dàng sử dụng một gói này đã cung cấp dễ dàng một 4 gam chất xơ hòa tan rồi. Và việc cung cấp 4 gam chất xơ hòa tan này nó sẽ bổ sung chất xơ nè, tốt cho hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ nhuận tràng. Ngoài ra sản phẩm nó cũng rất là tiện dụng vì ở dạng bột, dạng gói, sản phẩm sẽ tách ra từng gói nhỏ thì anh chị có thể dễ dàng sử dụng như thế sau ạ. Dùng một gói đó chúng ta có thể pha khoảng cho một cốc nước khoảng từ 250 cho đến 350 lít nước, có thể sử dụng trong nước kèm hoặc là trong các loại nước khác chẳng hạn như nước cam, hoặc là anh chị nó thích trà sữa à, giống như Tiên thì cũng hàng ngày cũng an ủi tự bản thân mình là mình có thể uống trà sữa, mọi người hay sợ mặn đúng không ạ, thì mình có thể trong lý do nhỏ là uống trà sữa mỗi chất xơ chắc mình cũng không mập đâu ạ, thì chẳng hạn như thế thì các anh chị có thể pha một gói cho một khoảng từ 250 đến 350 lít nước thì có hòa tan trực tiếp, hoặc là khi ăn thông thường các thực phẩm như là ví dụ như là các bé thì các bé thường nó sẽ rất là sợ ăn, thường rất là kén ăn rau củ quả, thì các ba mẹ có thể sử dụng khi mà nấu thức ăn chúng ta có thể rắc sản phẩm trực tiếp lên và chúng ta trộn chung đồ ăn thì cho các bé cũng có thể sử dụng thuận tiện là. Vì cái sản phẩm này nó sẽ so với lại cái sản phẩm sơ cũ của chúng ta thì nó mở rộng đối tượng hơn, thì không biết là các anh chị nào có thể nhớ được cho Tiên là sản phẩm viên sơ cũ của mình đối tượng sử dụng là bắt đầu từ trẻ từ mấy tuổi không ạ? Có thể comment trong group chat cho Tiên không ạ? Dạ vâng, 6 ạ. À. Các anh chị nhớ đúng là thì so với đó là chính là ưu điểm của cái sản phẩm này so với lại sản phẩm cũ, nó chính là nó mở rộng đối tượng hơn, có nghĩa là mở rộng đối tượng từ 3 tuổi cho đến 13 tuổi đó chúng ta đã có thể bắt đầu rồi. Nhưng mà tùy theo độ tuổi thì nó sẽ có phân liều dùng khác nhau, chẳng hạn như mà trẻ em từ 13 tuổi đến 12 tuổi thì chúng ta nên dùng một gói mỗi ngày, còn đối với mà người trẻ em từ 12 tuổi trở lên thì chúng ta có thể dùng từ 1 đến 2 gói mỗi ngày. Dạ vâng, thì nhờ với công dụng như vậy thì rất là tiện dụng đúng không ạ? Các anh chị thì sau đây thì vừa rồi thì các anh chị đã cảm thấy câu hỏi rất là nhiều về so sánh giữa hai sản phẩm, thì sau đây thì có một cái so sánh ưu điểm nổi trội giữa hai cái sản phẩm sơ mới và sơ cũ. Thì hiện tại công ty vẫn đang
bán song song cả hai sản phẩm này. Nhưng mà khi nào mà có thông báo về ngừng bán sản phẩm sơ cũ thì công ty sẽ thông tin sau, nên các anh chị có việc yên tâm là mình hiện tại vẫn bán song song cả hai sản phẩm nè. Thì cái sản phẩm sơ mới của mình thì nó chỉ là chất sơ, nó sẽ cung cấp hoàn toàn là chất sơ hòa tan hơn, nó dễ dàng đáp ứng nhu cầu hàng ngày của mình. Nó sẽ có các lợi chẳng hạn như là bổ sung chất xơ nè, tốt cho hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ nhuận tràng. Thì khi mà hệ vi sinh đường ruột chúng ta khỏe mạnh á, thì ngoài cái việc là hỗ trợ giảm táo bón này, nó còn hỗ trợ giảm cả hỗ trợ bạn đi các cân nặng nữa. Rồi ngoài ra thì so sánh rất là đa dạng sử dụng tiện lợi, thì theo so với cái gói cũ, so với cái sản phẩm cũ thì chúng ta sẽ sử dụng là một hộp thì nó hơi bất tiện chúng ta đúng không? Thì bên đây chúng ta có thể phân tách từng gói, thì ví dụ như là một hộp 30 gói thì khi nào anh chị đi thì nó có dễ dàng lấy khoảng 3 gói nhỏ nhỏ như thế này mang theo bên người đúng không ạ? Ngoài ra so với về giá thì có thể thấy rẻ hơn ạ. Ví dụ như là một ngày so với sản phẩm cũ thì chúng ta sử dụng 3 viên thì tốn khoảng 48.000, nhưng mà so với sản phẩm mới thì chúng ta chỉ tốn khoảng 46.000 thôi ạ. Dạ vâng. Thì ngoài ra thì cũng thông báo là vào ngày 30 tháng 10 vừa rồi, cách đây cũng gần một tháng rồi, thì trên e-learning nó cũng đã ra mắt hai cái khóa học, đó chính là về sản phẩm của mình. Thì tại cái sản phẩm này nó sẽ cung cấp cái kiến thức bao gồm là về táo bón nè, về hệ vi sinh đường ruột và các cơ chế của các sản phẩm chi tiết hơn về từng cái sản phẩm, về từng ba cái thành phần của sản phẩm này nó hoạt động như thế nào trong cơ thể, nó hỗ trợ chức năng gì, có lợi ích gì và nó là cái gì nó là cái gì. Ngoài ra thì còn một khóa học, đó chính là giải pháp chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa. Thì khóa học này nó sẽ bao gồm giải quyết các vấn đề liên quan như là dấu hiệu nhận biết nè, chúng ta có thể dễ dàng đi tư vấn cho khách hàng về cái vấn đề nổi trội chẳng hạn như là bị táo bón, bị mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, làm sao nhận biết được nè, làm sao nhận biết được khi nào bị táo bón, làm sao nhận biết được là bị trào ngược dạ dày hoặc là bị đau bao tử và một số hạn ngày hội chứng ruột kích thích. Thì các anh chị có thể tham khảo khóa học này, và khóa học này cũng sẽ cung cấp được các anh chị giải pháp toàn diện gồm 5 khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả chất dinh dưỡng, chế độ ăn, ngoài các chế độ ăn uống dinh dưỡng ra thì còn cả về lối sống, sinh hoạt, tư thế ngủ như thế nào để chúng ta có thể cải thiện các vấn đề sức khỏe tiêu hóa. Thì khóa học này mục đích nó chỉ là cung cấp cho các anh chị có thể dễ dàng hơn khi đi tư vấn cho các khách hàng trên thị trường. Hiện tại thì chúng ta có một thử thách, nhưng mà chương trình thử thách nó đã kết thúc rồi. Tuy nhiên thì mặc dù chương trình thử thách nó đã kết thúc rồi, nhưng mà vẫn còn có một bài kiểm tra. Thì các anh chị có thể lên trên e-learning và như hoặc là chúng anh chị quét mã QR code đây để thực hiện được bài kiểm tra. Và sau khi mà làm bài kiểm tra thì sẽ có một giấy chứng nhận gọi là hoàn thành khóa học giải pháp chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa. Thì khi mà các anh chị đi tư vấn thì các anh chị có thể dàn show ra cho khách hàng của mình biết, à tôi đã có học cái này rồi, tôi có kiến thức nè. Có nghĩa là mình sẽ tạo được niềm tin tưởng, tự tin hơn khi mà cho khách hàng có thể tư vấn được ạ. À, ngoài ra sản phẩm sơ của mình đã được bán vào từ ngày 2 tháng 11 với giá là khoảng 700 nghìn. Thì ở đây có lưu ý cho các anh chị đó là hiện tại thì sản phẩm mình vẫn bán song song hai sản phẩm, và khi nào mà có sự thay đổi thì sẽ có sự thông báo từ công ty ra. Rồi, Tiên cũng có thấy là các anh chị thắc mắc vấn đề là về các tài liệu của bác sĩ, về các slide thông tin của bác sĩ, thì các anh chị có thể tham gia đánh giá chương trình mentee. Các anh chị có thể quét mã QR code ở trên đây hoặc là đăng nhập vào link ở trên menti.com và nhập mã là 5486 7069. Sau khi mà các anh chị tham gia đánh giá xong thì sẽ có một đường link cho các anh chị download toàn bộ tất cả các thông tin slide của bác sĩ cũng như của Tiên của chương trình ngày hôm nay. Các anh chị có thể tham gia đánh giá ở trên đây. À, trong cái sơ của mình bản chất nó là nó không phải là lợi khuẩn mà nó là chất sơ hòa tan, nó là prebiotic thì nó sẽ là ăn cho các lợi khuẩn, chứ không phải là mình trong chất sơ của mình nó có lợi khuẩn là nó sẽ trở thành thức ăn cho các lợi khuẩn của mình nó là probiotic chứ nó không phải là chất sơ của mình nó là prebiotic.
À, các anh chị có thể tham gia đánh giá ở trên đường link menti.com, nhập mã là 5486-7069 hoặc là quét mã QR code ở trên màn hình như tiên đã show, thì mọi người có thể nhận được một con nhận một đường link download tất cả tài liệu liên quan đến chương trình ngày hôm nay ạ. À. Dạ vâng, các anh chị có thể tham gia đánh giá đường link như tin đang để là nhập mã menti.com, nhập mã 5486-7069 hoặc quét mã QR code. Sau khi anh chị tham gia đánh giá thì sẽ có một đường link để download toàn bộ các tài liệu cũng như các slide của ngày hôm nay của tin và bác sĩ ạ. À. Vừa rồi. À, hiện tại phòng huấn luyện có gửi cho các anh chị vào trong bốt cháo là các đường link, thì các anh chị có thể truy cập vào trong đó và nhập mã là 5486 để 069 để tham gia đánh giá của chương trình ạ. À. Các anh chị có thể tham gia đánh giá đường link trên đây để có để được nhận đường link download tất cả các tài liệu liên quan đến chương trình ngày hôm nay ạ. À. Tôi sẽ đợi mọi người khoảng 1 phút nữa nhé. Tôi sẽ đợi mọi người 1 phút nữa để mình có thể đánh giá được đường link này ạ. À. Mọi người có thể truy cập trang web menti.com hoặc là truy cập vào đường link như trong phòng huấn luyện có gửi trong bút chat. À, để được nhận các tài liệu liên quan đến chương trình ngày hôm nay ạ. À, không biết là có anh chị nào chưa đánh giá được không ạ? Có thể comment vào trong group chat để mà Tiên có thể hỗ trợ kịp thời cho các anh chị ạ.